Thưa các anh chị em, xin mọi người dừng tay một chút. Chắc các anh chị em đang buồn vì chuyện xưởng sơn mài sắp đóng cửa. Tôi thay mặt ban giám đốc của xưởng sơn mài xin thông báo lại, xưởng sơn mài sẽ tiếp tục làm việc. Không chỉ trong thời gian thực hiện bộ sưu tập Mùa Hạnh Phúc mà sẽ tồn tại mãi mãi. Tôi sẽ làm việc hết sức mình để tất cả chúng ta được sống và làm việc chung với nhau ở tại ngôi nhà này. Tôi xin mọi người yên tâm. Cô Hai đã làm việc với luật sư Nam rồi. Cô Hai sẽ lấy lại quyền quản lý xưởng sơn mài từ tay mẹ anh. Em đừng có lo nữa. Thưa cô Hai, tôi biết cô là người trong gia đình bà chủ, nhưng hiện nay giám đốc công ty sơn mài chính là cô Hồng. Tôi không có ý kiến gì về những lời cô vừa thông báo, nhưng hiện nay tôi vẫn là nhân viên của cô Hồng. Tôi buộc phải tuân thủ theo ý kiến cô Hồng đã giao. Chú Bảy, cô Hồng đã dặn những người không có phận sự của xưởng sơn mài thì không được vào trong khuôn viên của xưởng. Xin mời cô và cậu Lâm rời khỏi đây. Chú Bảy, chú Bảy có thể làm điều đó với tôi được hay sao? Xin lỗi, đó là nguyên tắc. Đúng rồi đó, làm việc thì phải có nguyên tắc, chứ làm theo cảm tính thì chỉ có chết đói mà thôi. Chị Hai à, hình như chị đã can thiệp hơi sâu vào công việc của em rồi đó. Chị không nghĩ như vậy đâu Hồng à. Chuyện này không còn đơn thuần là công việc riêng của em nữa, mà nó liên quan đến cuộc sống bao nhiêu người ở đây. Em nhìn kìa, bao nhiêu con người ở đây, ai cũng mong muốn làm việc, được sống đàng hoàng, lương thiện. Em có biết, nếu mình không tạo điều kiện cho họ sống lương thiện thì đã vô tình đẩy họ vào cuộc sống tăm tối và phạm phải sai lầm không hả em? Nếu như vậy thì mình có tội lớn đó. Thấy người bị nạn mà không đưa tay ra giúp thì không khác gì là gây nên tội ác đâu Hồng à. Chị thôi đi, chị không có cái quyền gì để dạy đời tôi hết. Tôi phải lo cho thân tôi trước chứ. Sống không vì mình thì trời tru đất diệt đó. Còn bây giờ tôi là chủ ở đây, chị không có quyền gì ở lại đây khi chưa có sự cho phép của tôi. Tôi xin hứa với tất cả anh chị em sẽ không có việc dẹp xưởng sơn mài đâu. Xin mọi người yên tâm nha. Lâm nè, đi về nhà. Ai cho phép con ở đây? Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy? À, thì ra là cái con quỷ này phải không? Nè, tôi nói cho cô biết, thằng Lâm nó sẽ đi du học. Cô đừng có mơ tưởng tới nó nữa. Tôi là mẹ nó, tôi không bao giờ bằng lòng cho nó cưới cô về làm vợ đâu. Mẹ, con không đồng ý đi du học đâu. Con có quyền của con mà mẹ. Mẹ cũng có quyền của mẹ. Nếu như con không nghe lời mẹ, mẹ sẽ cắn lưỡi chết tại chỗ ở đây cho con biết. Khi mẹ chết, lúc đó con muốn theo ai thì theo. Bây giờ con chọn đi. Một là đi về nhà chuẩn bị đi du học, không có lang thang ngoài đường gì hết. Còn hai là mẹ chết tại đây, thì lúc đó con muốn làm gì đó thì làm. Anh à, anh đừng như vậy. Mọi chuyện đã rối lắm rồi. Nếu như mà anh như vậy á, cũng không giải quyết được gì đâu. Nhưng anh em à, hãy vì anh chị em ở đây đi. Anh cứ đi du học theo ý của mẹ anh. Nếu như mình có duyên phận á, thế nào cũng gặp lại nhau mà. Anh nghe lời mẹ đi, làm ơn đi, làm ơn đi anh. Vậy thì cô cũng biết điều đó. Đến đi con. Lâm, nghe mẹ nói nè. Lâm à, con nghe mẹ nói nè. Con nhỏ đó, nó không đáng phải để con dằn vặt đau khổ gì đâu Lâm. Rồi con sẽ tìm được người yêu khác đẹp hơn, xứng đáng với con hơn đó. Như vậy đã đủ thủ tục chưa anh? 100% mình sẽ thắng. Nhung yên tâm đi. Anh liên hệ với Thanh Hồng nhanh lên, mình sẽ giải quyết vụ này càng nhanh càng tốt.
Ừ. Alo. Chào chị Hồng, tôi là luật sư Hoàng Nam. Dạ. Có chuyện gì không anh? À, ngày mai chị có rảnh không? Tôi xin gặp chị để bàn vài việc. À, mai tôi bận việc ở công ty rồi. Nếu anh cần gì thì anh có thể tới. Dạ, vậy nha chị. Dạ. Tôi sẽ nghỉ việc ở sở. Bà lo thu xếp, rồi hai vợ chồng mình về quê sinh sống. Ông ơi, tôi sợ về đó quá. Tình hình này không thể khác được rồi bà. Tôi về quê á thì sẽ không còn ai giúp cậu Lâm. Mà như vậy thì trước sau gì Sương cũng phải đóng cửa. Cậu Lâm thì không còn lý do gì ở Việt Nam nữa. Bà chủ sẽ đưa cậu ấy đi du học. Tôi hiểu cái ý của ông rồi. Tôi không ngờ chỉ vì một sai lầm mà bao nhiêu người phải gánh chịu bi kịch. Nội ơi, nội mau khỏe lại với con đi nội. Con không hiểu tại sao mọi chuyện đã thay đổi đến chóng mặt như vậy. Nội ơi, con mong nội mau khỏe lại để giúp con vượt qua cơn giông bão này. Nhanh nội. Dạ con nghe. Con đang ở đâu dạ? Dạ con đang ở trong bệnh viện thăm ông nội. Chắc chứ. Không phải gặp Út May chứ? Con đang ở bệnh viện mà. Lâm à, con về nhà đi ha. Nội muốn bàn với con một việc. Việc gì nữa vậy nội? Thì nội cứ bảo về nhà đi mà. Dạ. Chú Bảy. Chú Bảy sao đến sớm quá vậy? Chú Bảy sao vậy? Xưởng này trước sau gì cũng đóng cửa. Hôm nay đến chia tay với cô và mọi người, tôi sẽ không còn làm việc ở đây nữa. Chú Bảy nghỉ làm luôn hả? Đúng. Sao vậy chú? Đơn giản là tôi không còn thích làm ở đây nữa. Cô cũng nên tìm một việc khác mà làm đi. Nơi đây sẽ là một vũ trường sang trọng. Cô không thích hợp ở đây đâu. Chú Bảy à, chú Bảy nói gì vậy? Bác Nhung đã hứa là sẽ không đóng cửa xưởng này nữa mà. Hãy tìm một việc khác mà làm đi. Thôi tôi về đây. Chú Bảy. Chú Bảy. Con không hiểu gì hết. Sao chú Bảy lại muốn bỏ tụi con chứ? Hãy tìm một nơi khác mà sống đi. Tránh xa gia đình đó ra. Chú Bảy. Anh xem kỹ nha. Để không thôi phí công anh lắm đó. Thú thật là tôi đã đoán ra điều này rồi. Chỉ là một thủ thuật đơn giản thôi mà. Đúng. Viết giấy nợ, làm giấy cam đoan, đây là một thủ thuật khá phổ biến. Trong một số trường hợp thì thủ thuật này có tác dụng ràng buộc, mang tính dân sự. Nhưng cũng có một số trường hợp khác lại có tính chất hình sự. Chà, tôi thấy có vẻ nghiêm trọng hả? Mình cùng quen biết nhau cả. Tôi tâm sự chân tình với chị. Nói thật, chuyện này mà đưa ra tòa thì chị Hồng bất lợi lớn đó. Anh nói chân tình thì tôi cũng trả lời chân tình. Thú thật là tôi không có ngại lắm. Giấy tờ hợp lệ, hợp đồng rõ ràng, giấy trắng mực đen, dễ nói chuyện lắm. Tôi có tìm hiểu chuyện này kỹ lắm. Qua tìm hiểu, thời điểm mà chị làm tờ giấy này là lúc cô Dung chưa vào trường quốc tế. Tôi có đến trường quốc tế để hỏi thăm thì tất cả các giáo viên ở trường đều xác nhận là cô Dung hoàn toàn mù chữ trước khi vào trường. Mù chữ thì làm sao đọc được những chi tiết của bản hợp đồng này hả chị? Không đọc được thì làm sao mà ký? Mà điểm chỉ, vấn đề là nằm ở chỗ đó đó. Nhưng mà chuyện này là cô tự nguyện làm mà. Nếu Dung nói chị ép cô Dung ký thì sao? Không có ai ép ai hết á. Cô tự nguyện ký vô thôi.
Như vậy hợp đồng này có hiệu lực pháp lý chứ? Tôi phân tích tới nước này mà chị kiên quyết như vậy à? Nếu đơn thuần chỉ là giấy nợ, tờ cam kết chuyển tài sản, thì đây là tranh chấp dân sự. Nhưng ra tòa thì tôi sẽ đề nghị xem xét yếu tố ép người mù chữ để làm bản hợp đồng nhằm chiếm đoạt tài sản, thì có thể lúc đó nó chuyển qua hình sự đó chị Hồng à. Huống chi bây giờ ai cũng biết là Du không có tư cách để thừa kế tài sản đó. Còn chuyện lập kế giả mạo tìm ra ngay đứa con thất lạc của Nhung nữa, nếu ra tòa thì tính sao đi. Tôi là bạn của Nhung và cũng là luật sư của cô ấy. Quyền thừa kế của cô ấy là 2/3 tài sản của gia đình. Nếu chị khẳng định chị muốn quản lý khu đất ở xưởng sơn mài, thì chắc chắn khu Bình An này chị không còn quyền hành gì nữa cả. Theo số liệu thống kê, 1/3 tài sản mà chị nhận được thì toàn là tài sản của sơn mài, cộng với 15% giá trị của khu giải trí này. Chị thích chọn cái nào hơn? Tôi tin rằng chị là người sáng suốt để lựa chọn. Nhung rất muốn sử dụng xưởng sơn mài vào một việc rất tốt. Nhung muốn giúp những người có mảnh đời cơ cực nhưng lương thiện. Điều đó đáng mừng lắm chứ. Tôi chờ sự lựa chọn của chị. Chào chị. Thưa bà nội, thưa ba. Nội muốn nói chuyện với con hả? Ngày mai chuyến bay đi Paris cất cánh lúc 5 giờ. Là sao nội? Con sẽ ở nhà bạn của bà nội trong khoảng 1 tháng đi. Rồi sau đó nội sẽ thuê riêng nhà cho con ở. Cái khóa này học chỉ có 3 năm thôi con à. Không, con nhắc lại là con không đi đâu hết á. Con cãi nội, con phải nghĩ tới tương lai của mình chứ. Đừng có hại đời mình chỉ vì một đứa con gái. Ba, thôi, nghe lời nội đi con. Ê ê, bác Nhung đến kìa. Bác Nhung tới kìa. Chào bác Nhung. Chào mọi người. Chào mọi người. Dạ, chào bác. Dạ. Chào bác Nhung, chào luật sư. Dạ, mặc dù bây giờ ai cũng lo, nhưng mà cũng ráng dặn nhau là cố gắng làm, chứ không gì buồn mà bỏ bê công việc ạ. Như vậy là tốt lắm. Tôi có tin vui cho tất cả mọi người đây. Dạ. Có tin vui gì vậy hả chú? Sao rồi chú? Tôi mới làm việc xong với cô Thanh Hồng. Khả năng cô Thanh Hồng đóng cửa phân xưởng là rất thấp. Cho dù chưa chắc chắn 100%, nhưng mà tôi cũng phải thông báo cho mọi người biết để mọi người yên tâm mà làm việc. Tôi sẽ giữ lời hứa của mình, mọi người hãy tin tôi nha. Dạ. Nè, vậy là tụi mình được làm tiếp rồi nghe. Dạ. Con cảm ơn bác Nhung. Cảm ơn bác Nhung nhiều nha bác Nhung. Dạ. Cảm ơn bác Nhung. Dạ. Thôi thôi mọi người làm việc đúng đi đó. Tất cả làm việc thôi, vì đây là nhà của chúng ta mà. Dạ. Bác ơi, cảm ơn bác nhiều lắm. Mọi người ở đây ai cũng cảm ơn bác hết. Nhưng mà có một chuyện không hay đã xảy ra rồi bác. Sao vậy con? Chú Bảy đã nghỉ việc hẳn ở đây rồi bác ơi. Tại sao lại nghỉ? Ông ấy thích công việc này lắm kia mà. Chú Bảy. Ông Bảy. Ủa, hai đứa bay tới đây làm gì? Con đến báo cho chú Bảy một tin rất là vui. Đối với chú, bây giờ không còn cái gì làm cho chú vui được đâu. Bác Nhung mới gặp con á. Có chuyện gì sao? Bác Nhung bảo chú luật sư, nói là đã làm việc xong với cô Hồng hết rồi ạ. Hai người đó nói là chắc chắn là cô Hồng không thể đóng cửa xưởng sân mài được đâu. Xưởng đó là thuộc quyền sở hữu của bác Nhung đó chú Bảy. Dạ, cô Nhung cũng nói mọi người nên tiếp tục làm việc mà không có gì thay đổi hết á, ông Bảy. Dạ. Con mừng quá, nên tụi con chạy qua báo tin cho ông Bảy hay. Dạ. Ông Bảy làm với tụi con nha ông Bảy. Dạ ông Bảy. Tôi không còn thích làm ở đó nữa đâu, chán làm sơn mài rồi. Con không có tin đâu. Chú Bảy làm việc rất là say mê, đâu có thể ngày một ngày hai mà chán được. Ông Bảy ơi, mọi việc đang diễn ra rất ngon trớn, một hợp đồng lớn, mọi người sẵn sàng làm việc mà. Giờ chỉ thiếu một người như ông Bảy cầm trịch thôi. Ông không đến giúp á, làm sao mà mọi người làm được cái lô hàng này hả ông Bảy? Chú Bảy quay lại làm việc với tụi con đi.
Chú Bảy mà không làm con không biết làm sao luôn á chú Bảy. Chú nghe nói cái xưởng nó mai mốt bị phá bỏ, một cái nhà hàng hay vũ trường khác được xây lên. Chú thích cái ý tưởng đó. Làm sương mài quá lâu rồi nên đổi qua cái khác cho nó vui hơn. Thôi thôi thôi, hai đứa về đi. Chú Bảy. Ông Bảy. Chú Bảy à. Chú ông Bảy ơi. Chú Bảy ông ơi. Ông Bảy. Mở cửa đi ông Bảy. Ông Bảy ơi. Ủa kỳ vậy trời. Anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Nhà ông Bảy ở đây. Chú Bảy đâu rồi ta? Bác. Mọi người trật tự một chút. Sao rồi con? Chú Bảy từ chối rồi. Ông đóng cửa, không muốn nói chuyện nữa. Chú Bảy ơi, chú Bảy mở cửa đi chú Bảy. Tôi là Nhung nè. Tôi biết là chú đang lắng nghe những gì tôi nói. Tôi không dám ép chú phải làm chuyện gì hết. Nhưng chú hãy ra đây mà nhìn xem. Bao nhiêu con người ở đây đều mong chú quay lại làm việc. Mọi người cần chú. Chú Bảy, chú có nghe tôi nói không chú Bảy? Ông tới làm đi. Ông mà không đi làm á, tụi tôi không biết làm sao nữa à. Chú Bảy ơi, chú về chỉ tụi con làm đi. Hàng ở trong xưởng còn nhiều lắm kìa. Ông không về tụi con làm không được đó. Thôi kệ họ đi. Nhưng chú Bảy. Chú Bảy à. Chú Bảy. Chú Bảy. Ông Bảy. Chú Bảy. Ông Bảy. Thôi được rồi, tôi sẽ quay về làm cho mọi người. Tôi mừng quá bà chú ơi. Cảm ơn ông Bảy. Cảm ơn ông Bảy. Nhưng có một điều kiện. Cô Nhung về nói với cậu Lâm là cậu ấy đừng đến đây làm việc nữa. Tôi không muốn thấy mặt cậu ấy đâu. Ủa sao vậy chú? Cậu Lâm mà đến á, cô Hồng lại làm rối lên. Tôi thì không muốn thêm rắc rối nào nữa hết á. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói chuyện với Lâm. Nhưng tôi chỉ làm phụ với mọi người hết lô hàng này thôi. Khi nào xong tôi sẽ nghỉ. Tôi không thay đổi quyết định này đâu nha. Mẹ. Mẹ mở cửa cho con đi mẹ. Cái gì vậy? Mẹ. Trời ơi. Thiệt tình, tôi không biết mẹ đang tính cái gì nữa. Thằng Lâm nó đã không muốn rồi, ép nó làm cái gì không biết. Tôi cũng thấy lạ. Chuyện con Út Mai với thằng Lâm có dính dáng gì tới chuyện gia tài đâu. Phải chi nhà mình nghèo rớt mồng tơi. Chắc không có chuyện này xảy ra đâu. Cái ông này đúng là vô duyên. Ước gì cũng ước đi, ước nghèo. Chán người chết. Càng ngày Út Mây càng làm tốt lên đó. Đúng là họa sĩ thật thụ rồi đó. Con sao vậy? Không có gì ạ. Cậu Lâm đi học là tốt. Rồi nay mai cậu Lâm sẽ có một tương lai tươi sáng. Con đừng để ý cậu Lâm nữa nha. Dạ con có để ý gì đâu chú Bảy. Giờ con chỉ tập trung làm thôi ạ. Sau này con sẽ gặp một chàng trai tốt. Bên Pháp cậu Lâm cũng sẽ gặp được một cô gái tốt. Con đừng để ý cậu ấy nghe con. Ủa, ông Bảy sao vậy ông Bảy? Có gì không? Thôi lo làm việc của mình đi. Khổ quá. Sao kỳ vậy trời? Sao ai cũng khổ hết, ai sướng ta? Con qua bệnh á, cố gắng học hành, đừng có lo lắng gì hết nha con. Con trai,
Cố lên ha. Con đi nha. Ừ. Alo, mẹ nè con. Sao rồi? Thằng Lâm nó lên máy bay rồi mẹ. À mà nè, có nhìn tận mắt nó lên máy bay không? Dạ, con tận mắt nhìn thấy nó mà. Mẹ yên tâm đi. Vậy thì được. Dạ thôi, giờ tụi con vô thăm ba một chút nha mẹ. Đi đi. Dạ, con chào mẹ. Thêm bảy hả? Dạ. Ngồi đi. Tới đây có chuyện gì vậy? Tôi đến đây để nhờ bà một chuyện ạ. Chuyện gì? Vợ chồng tôi sắp về quê sinh sống, không có trở lại nơi này nữa. Thì sao? Bao nhiêu năm nay ông Bảy làm việc vất vả như vậy, vậy mà không có được gì nhiều hết. Dạ, tôi đến đây xin bà hỗ trợ cho vợ chồng tôi một ít vốn để tiện việc làm ăn thưa bà. Thím yên tâm đi. Nếu chú Bảy muốn về quê thì tất nhiên là tôi phải cho tiền chú nó. Dạ, bà có ý tốt vậy. Vợ chồng tôi đòi ơn bà nhiều lắm à. Thôi, thím đợi chút, tôi lấy tiền cho. Dạ. Alo. Chú Bảy hả? Dạ thôi đi bà chủ. Chú định về quê sao? Dạ cũng tính như vậy ạ. À. Sao chú không nói trực tiếp với tôi mà chú để cho vợ chú nói vậy? Bà chủ nói sao ạ? Thì vợ chú đang ở nhà tôi nè. Trời ơi, bà ấy nói sao thưa bà? Bà nói là vợ chồng chú tính về quê sinh sống. Xin tôi ít tiền để lập vốn. Có vẻ phức tạp rồi đó. Thú thật với bà là chuyện này tôi không biết gì cả. Thôi, chú thu xếp công việc đi, rồi chạy qua tôi một chút. Tôi sẽ chạy qua ngay. Dạ thưa bà chủ. Dạ. Trời ơi bà ơi là bà. Bà làm cái gì vậy? Ông Bảy có chuyện gì vậy ông Bảy? Hả? Dạ. Thôi thôi ngồi đi. Ngồi. Thím ngồi xuống đi. Thím ngồi đi. Tôi mới nói chuyện với chú Bảy xong, ông nói là ông không biết thím tới đây xin tiền tôi. Vậy là sao? Dạ, chồng của tôi không có biết chuyện này. Tôi đã tự ý đến đây với tư cách là một người vợ, muốn bảo vệ quyền lợi của chồng mình. Chồng tôi xứng đáng có nhiều hơn những gì ông đang có. Vậy thím muốn gì? Thôi đừng có dòng do nữa. Nói đi. Nếu thấy được tôi sẽ giải quyết cho. Dạ, xin bà bình tĩnh nghe tôi nói. Thú thật với bà, tôi đã biết khá nhiều chuyện có liên quan đến bà. Chuyện của bé Khế cách đây 15 năm và chuyện của cậu Lâm. Chuyện của cô bé bụi đời Út Mây. Bà. Dạ, tôi biết hết. Cách đây không lâu, tôi đã biết cô Út Mây chính là bé Khế của ngày trước. Nhưng mà tội nghiệp cho cô ấy quá à. Đáng lý ra cô ấy phải là một đứa cháu sống trong gia đình giàu có, một người được thừa hưởng một phần tài sản lớn của ông chủ. Vậy mà cô ấy phải sống lây lất ở ngoài đường. Tiếc một điều, có quá ít người biết được cái chuyện này. Mà cũng đúng thôi, bà chủ giữ kín quá hà. Trời ơi tôi lại bà ơi tôi lại bà. Ông chủ đang bệnh hả bà? Nhưng mà tai vẫn hoạt động tốt phải không? Cô Nhung vẫn khỏe mạnh chứ gì? Cô Út May chắc là mừng lắm đây, khi biết ai là mẹ ruột của mình và mình được hưởng những thứ gì của mình.
Thôi. Dạ, tất nhiên là tôi sẽ im lặng rồi. Vậy thì muốn bao nhiêu? 200 cây vàng. Cái gì? Quá rẻ. Để mua một hũ keo dán mặt nạ vĩnh viễn phải không bà? Thím dám không? Bình tĩnh đi bà. Xin lỗi vì tôi hơi quá lời. Nhưng mà cái chuyện này quả thật là không có quá đáng tí nào. 200 cây đâu có phải là nhiều so với lợi ích mà nó đem lại, đúng không? 200 cây chứ gì. Ừ. Đúng là thím hết bệnh rồi phải không? Ừ. Tôi sẽ đưa cho vợ chồng chú thím 50 triệu. Không dư một cắc. Đi về đi. Biết tính tôi mà. Thím đừng để cho tôi tức giận. Sẽ không có một cái gì đâu. Bà có chắc những gì bà nói không? Chắc chứ. Hình như là bà đang thách tôi thì phải. Hãy nhớ, thân phận của thím là ai, tôi là ai. Đừng có ăn cháo đá bát. Tôi biết vợ chồng tôi đến được với nhau là nhờ bà. Nhưng mà bao nhiêu năm nay chồng tôi theo hầu hạ, không nề hà khổ cực, không tính toán thiệt hơn, gọi là làm trâu làm ngựa cho bà. Như vậy là đã đủ trả ơn cho bà lắm rồi đó. Còn cái chuyện mà lôi chồng tôi vô âm mưu của bà đó, làm cho ông ấy ăn không ngon ngủ không yên bao nhiêu năm trời nay, bà tính làm sao? Cút khỏi nhà tao. Bây giờ con người ta đã về đây rồi, bà còn muốn chia rẽ mẹ con người ta một lần nữa hả? Lương tâm của bà để đâu? Nếu như bà không đưa tiền á, tôi sẽ cho cả cái thế giới này biết cái bộ mặt của bà đó. Bây giờ tôi cho bà cơ hội để suy nghĩ. Sao? 200 cây đâu có quá đáng so với bà phải không? Im ngay. Ông đứng lại đó đi, để tôi nói chuyện với bà. Đi về không có nói gì hết. Buông tôi ra đi. Đi. Để tôi nói mà. Không có nói gì, buông gì ra hết. Đi. Đi về. Buông ra. Dạ, tôi xin lỗi bà, ngàn lần xin lỗi bà. Vợ tôi nó còn điên chưa có tỉnh. Tôi tỉnh. Tỉnh còn hơn cả ông nữa đó. Bây giờ sao? Có đưa 200 cây không? Không có đưa thì tôi la lên cho mọi người biết đó. Im đi. Ông ngu muội lắm. Ông biết bà ta ác vậy mà đi nghe lời của bà ta. Ông tiếp tay cho kẻ ác. Như vậy ông cũng là người ác luôn. Ông cứ ngồi đó đi, ngồi đó mà hầu hạ cho bà đi. Tôi sẽ đi cho Út May với con Nhung biết cái chuyện này nè. Dừng lại. Bà, dừng lại. Ông Bảy. Dạ. Ông Bảy. Dạ xin bà đừng lo. Chạy theo, bít mồm nó lại đi. Dạ 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 dạ. Bà ơi, bà. Nhìn lên. Bà ơi, nhìn lên. Dừng lại. Bà. Út May. Tí Bảy. Út May. Quay lại gặp nó kìa, nhanh lên, quay lên. Tí Bảy. Bà ơi, bà có dì, sao không? Có sao chị ơi? Bảy. Dì ơi, đỡ bảy. Tí Bảy có sao không? Dì ơi, bảy ơi. Tí Bảy bất tỉnh rồi. Sao mà bảy đi bệnh viện đi chú Bảy. Từ từ. Bà ơi. Bà Bảy, bảy. Đưa bệnh viện đây, đưa bệnh viện đây. Đưa bệnh viện. Lấy xe, lấy xe. Nhanh lên. Đưa Tí Bảy đi bệnh viện đi. Anh cứ yên tâm đi, chị không có bị chấn thương sọ não. Nhưng mà sao Bảy bất tỉnh lâu vậy bác sĩ? Chị ấy bị choáng một chút thôi, không phải hôn mê gì chấn thương đâu. Vậy chừng nào bà ấy tỉnh dậy bác sĩ? Anh cứ để yên cho chị ngủ, có thể vài giờ nữa chị sẽ dậy. Chị ấy cũng mệt lắm rồi đó. Ừ. Dạ cảm ơn bác sĩ. Dạ không có chi. Thôi bây giờ tôi ra phòng trực, khi nào mà chị dậy á thì anh báo cho tôi biết nha. Dạ. Vô đi. Mẹ có sao không mẹ? Con nghe nói mẹ bị mệt. Ừ, mẹ cũng mệt đó mà. Đi đâu mới về vậy? Dạ, con... Mẹ xin lỗi con vì những lời hôm trước.
con đừng để bụng nha. Dạ, dạ không có gì đâu mẹ. Để con xuống nấu một vài món nóng cho mẹ nha. Khỏi. Ngồi đi con. Dạ. Nhung à, mấy bữa nay mẹ buồn lắm. Buồn, đầu óc căng thẳng, rồi bệnh, nên mẹ mệt mỏi vậy thôi. Dạ, dạ con biết ạ. À, có phải cần thiết phát mãi công ty không con? Đó là công sức của ba con, đó là cầu nối giữa con và vợ chồng thằng Sơn. Con hãy nghĩ mà coi, còn công ty thì mọi người còn chung tay chung sức. Mất công ty rồi thì mỗi người một ngã, ba con sẽ ra sao khi thấy tan đàn sẽ nghe. Con cũng đã từng ước mong là em Sơn và cả em Hồng ủng hộ dự án của con, nhưng tiếc là không có tiếng nói chung mẹ. Mẹ con nói chuyện với con Hồng rồi, nó nói là nó sẽ ủng hộ con mà. Con đừng vội vàng như vậy, con nghĩ cho ba con. Ba con đang bệnh nặng mà, bây giờ cơ nghiệp của ông bị xẻ ba xẻ bốn thì làm sao ông vui được hả con? Nhung ơi, Nhung. Kìa mẹ, mẹ làm gì vậy? Gia đình của mình còn đang tùy thuộc quyết định của con đó Nhung. Coi như mẹ sinh con, hãy nghĩ đến thâm tình, nghĩ tới anh em và công lao của ba mẹ bao nhiêu năm, nhất là niềm vui của ba con vào những ngày cuối đời. Con hãy đồng ý lời khẩn cầu của mẹ đi con. Cả nhà mình lại vui vẻ với nhau, ba con mà biết được như vậy ông vui nhiều lắm Nhung à. Dạ mẹ ơi, con hiểu lòng mẹ rồi. Mẹ, mẹ đừng làm vậy. Mẹ đừng quỳ nữa mẹ ơi. Mẹ. Thím Bảy. Thím, thím thấy sao rồi thím Bảy? Thím Bảy còn nhức đầu không? Bà Bảy ơi, bà còn nhức đầu không bà Bảy? Bữa trước bác sĩ nói bà Bảy bị bệnh lại rồi đó. Tội nghiệp thím quá. Không biết chú Bảy đâu rồi ta? Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Chú Bảy. Chú định về quê thiệt sao? Chú nỡ bỏ tụi con ở lại đây thiệt sao? Không có chú, tụi con phải làm sao đây? Xưởng sân mài nữa sẽ làm sao đây chú? Ông Bảy ơi, ông đừng chơi vậy nha. Ông chơi vậy kỳ lắm á. Chú xin lỗi. Chú à, con năn nỉ chú á, chú đừng có đi. Không, chú không còn sự lựa chọn nào khác đâu mấy đứa. Ông Bảy. Đi bà. Đi. Đi về quê bà. Chú. Chú Bảy. Đây là những lời cuối cùng chú muốn nói với con. Chú ơi, chú đừng có như vậy mà chú. Nè, con đừng khóc. Hãy nhớ lời chú dặn nè. Hãy quên cậu Lâm đi. Đừng mong chờ vào tình yêu đó. Hãy tìm chàng trai tốt khác mà yêu. Nghe chưa? Chú Bảy. Chú Bảy ơi.
Đó là lý do mà xưởng sơn mài ngưng hoạt động. Tiền lương của mọi người á, từ ngày mai kế toán sẽ kêu từng người một lên để thanh toán. Từ mai tất cả mọi người sẽ không phải đến đây làm việc nữa. Dạ. Thôi đi về. Về nha Tiến Hà. Thôi có gì đâu buồn. Sắp tới á, cô sẽ mở vũ trường ở chỗ này nè. Rồi cô coi có chỗ nào có gì đó thích hợp thì cô kéo con về làm luôn. Làm vụ này á vui hơn làm xử sân mài nhiều. Nhưng mà... Thôi con đừng có lo cho mấy đứa bụi đời này nữa. Bây giờ nè, cô nhờ con nè. Con coi cái sản phẩm nào á mà hoàn thiện rồi á thì gọi người tới thanh lý. Thu về được nhiêu á thì hay bấy nhiêu. Rồi cô cho con 10%. Xin lỗi cô, bây giờ con không có hứng thú làm cái gì nữa rồi. Chán. Đúng là cái đồ ngu ngốc thiệt. Thứ ngựa nào heo đá. Alo, anh Sáu hả? Anh đi qua xưởng thôi chút xíu đi. Ở đây á cần thanh lý nhiều thiết bị làm sơn mài, giá rẻ lắm. Rồi vậy ha. Đi về quê. Đi về quê. Đi về quê. Đây. Ông bảy ơi. Ông bảy. Kỳ vậy ta. Dạo này ta thấy mọi chuyện sao sao á. Tự nhiên má thằng Lâm lúc đầu đồng ý cho mày quen với nó. Đụng cái tự nhiên cái ba cấm. Và ông bảy này cũng lạ. Mới đầu thấy ủng hộ mày quá chừng luôn. Tự nhiên giờ kêu mày quên Lâm đi. Ghét rồi không biết ngứa chỗ nào gãi trời. Tôi đang lo chuyện ở xưởng nè. Bây giờ không còn ai làm nữa hết. Không biết rồi sẽ là sao đây. Nhìn là không chịu nổi nữa rồi. Ủa, sao cá rô kho tổ đâu rồi? À, mới đầu em định làm cá kho tổ, nhưng mà em nghĩ ăn cơm hoài ngán lắm, cho nên em đổi món cho anh đó mà. Thôi, từ từ. Cay lắm đó nha. Càng cay càng sướng. Có cái sướng nào bằng sướng cay đâu. Ăn nói thấy ghê không? Ngon không anh? Ngon, quá ngon. Muốn điên cái đầu gì cái bà này. Trời ơi là trời, gọi hoài. Đã nói giải quyết dứt điểm đi. Ai bị không chịu nghe em. Ăn xong rồi tính. Ông mày. Ủa anh. Vợ mày tính sao? Em cũng chưa biết nữa. Sao kỳ quá à. Bác Dung hôm trước á hứa là sẽ giữ lại xưởng sơn mài mà. Anh đã thấy trước chuyện này rồi. Gia đình bên nhà của Lâm phức tạp lắm. Nhưng cô Hồng nó cũng đúng. Giờ ông bảy cũng không có nữa. Lâm lại đi xa. Không ai làm đầu tàu cả. Giờ em sẽ làm gì? Chắc là em sẽ đi gặp bác Dung để hỏi chuyện. Cũng vô ích thôi em à. Cô Hồng đã cho thanh lý hết các thiết bị ở trong xưởng rồi. Trước sau gì xưởng cũng đóng cửa thôi. Theo anh, em đừng có đi đến cái xưởng đó nữa. Em qua văn phòng anh làm việc đi.
làm trợ lý của anh nha. Gian phòng của anh có cần nhiều người không? Anh có thể nhận mọi người ở đây vô làm chung được không anh? Gian phòng của anh nhỏ mà. Em đâu thể lo cho một mình em được. Nhưng anh lo cho em. Anh không muốn em lại bôn ba ngoài đường nữa. Hãy về làm với anh đi. Quên cái chuyện sự sương mài đó đi em. Anh lo cho em, nhưng mà anh không hiểu em. Thôi em vào đây. Cảm ơn anh đã cố gắng giúp em. Có gì chúng ta sẽ gặp lại nhau sau này. Chào anh Long. Chào chị. Xin lỗi đã đến trễ như vậy. Dạ, tại vì tôi đi giữa chừng bị kẹt xe. Thật tình xin lỗi anh. Không có gì hết. Sao, có ý định mở vũ trường phải không? Thú thật là tôi cũng tính mở cái vũ trường dày, nhưng mà tôi không có nhiều kinh nghiệm nên gặp anh để hỏi thăm đó. Làm một ly cho ấm bụng đi rồi nói chuyện. Dạ, cảm ơn anh. Nguồn lợi lớn nhất nằm ở rượu và đồ nhắm. Ủa vậy rượu thường mình lấy ở đâu vậy anh? Ở đây. Nếu ở mà đây. Chị mở thì tôi sẽ cung cấp cho chị giá mềm thôi. Làm ăn mà, yên tâm đi. Chuyện nhỏ, không có mấy vụ đó thì làm sao gọi là vũ trường được. Vậy lỡ công an vô bắt gặp rồi sao anh? Dạ, cái đó tôi không giúp được rồi. Chị phải tự lo thôi. Tôi thì tôi không có quen nhiều lắm. Có gì á anh giới thiệu giúp tôi được không? Vậy thì chị phải chi hơi mạnh đó. Còn ánh sáng, âm thanh rồi nhân viên phục vụ sao anh? Để tôi bao hết mấy vụ đó cho. Yên tâm đi. Thôi, tôi ra ngoài trước. Ở đây lâu chắc lát tôi bể tim chết à. Anh Tài, thấy không? Con không phải suy nghĩ gì hết. Con cần chú ý là làm được thôi. Nhưng mà lao động chân tay phải biết suy nghĩ, phải có năng khiếu chứ. Thôi thôi, mày nói vậy tao hết ý kiến với mày luôn. Dạ chào chú, lạc đà. Ủa, mày vụ gì vậy? Tôi báo cho ông nghe một tin buồn nè. Trời ơi trời, sao giờ toàn thấy buồn không trời? Tao cũng đang buồn thú ruột mày ơi. Cái gì? Ông mà có cái gì đâu mà buồn. Mày muốn nói gì tao vậy? Xưởng sơn mài bị đóng cửa rồi. Mọi người lại bị thất nghiệp nữa rồi ông ơi. Trời trời, gì nữa vậy trời? Sao có vụ này hả? Mẹ anh Lâm muốn vậy á. Nhưng mà có bắt Nhung sao? Tôi đâu có biết đâu. Trời ơi, tao nói rồi mà, mấy nhà dạo nó vậy á. Lúc mà nó thích á, nói gì cũng được hết trơn á. Còn hết thích á, nó ném vô thùng rác, nó không nương tay đâu. Lo việc gì đâu không à. Sao vậy? Tao kệ ông đi. Tôi buồn kiếm ông bàn bạc coi có cách gì không. Gặp ông toàn nói này nói nọ không à, chán quá. Ê, từ 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 từ. Gì mà từ từ, nước tới lỗ mũi rồi nè. Thế để tao suy nghĩ chút coi. Bây giờ đúng rồi, tìm bác Nhung đi. Chỉ có bà mới giúp được tụi mình á. Nhưng mà không lẽ mình tới mình gặp bác Nhung, vô đó lỡ gặp mặt mẹ của ông Lâm thì chết cả nút à. Giờ sao trời? Tao biết rồi. Bây giờ điện thoại cho bác Nhung. Mà mọi người biết số điện thoại của bác Nhung nè. Ai vậy? Gọi cho bác ấy cũng được luôn. Ông nói đi, ai vậy? Lắm á. Ông rảnh không? Đâu mày? Ông Lâm á, bây giờ ông đang ở bên nửa dòng trái đất rồi. Cứ mười lăm lăm gì. Quên ha. Tao quên nó đang học ở Ba Gì ta. Bây giờ mình tới nhà của bác Nhung. Mình đứng ở ngoài mình chờ. Cái bác ấy đi ra, mình quắt bác ấy vô, mình nói chuyện. Hả? Gì mà tôi không nghĩ ra đó. Lâu lâu ông hiến kế này thông minh quá ha. Khoan. Gì? Bây giờ để tao vô xin ông hai nữa. Ông đang bực mình tao dữ lắm á. Thôi hay là bây giờ đằng nào chuyện cũng đã rồi, thì tôi với ông đi lo chuyện xưởng sơn mài trước đi. Đi kiếm bác Nhung trước đi, rồi mình về mình xin sao. Thôi kệ đi, đi cho rồi. Lên đi. Ủa, nhanh tay lên, nhanh tay lên. Có chuyện gì vậy chị Thu? Đi đi. Tại sao lại khuân hết đồ của xưởng lên xe vậy? Cẩn thận. Dạ, xưởng đóng cửa rồi mà anh. Tại sao đóng cửa? Cô Hồng cho mọi người nghỉ việc hết rồi.
Em lo xong việc này là em cũng về luôn. Với lại em cũng tìm chỗ khác làm rồi. Trời đất, sao lại như vậy? Nghĩa mẹ cũng đang làm chuyện gì vậy trời? Út mày đâu? Em không biết. Tất cả mọi người nghỉ việc ở đây hết rồi anh à. Không, không được. Nè, mọi người chuyển đồ hết lại đi. Đem lại chỗ cũ hết cho tôi. Nè, nhanh lên. Tụi tôi mua hết mấy thứ này rồi mà. Đây là xưởng sân mai của gia đình tôi. Không có bán gì hết mà mua cái gì? Chuyển lại hết cho tôi. Nè nè, đừng chuyển xuống. Để đó. Giờ sao? Để yên cái đó. Để yên đó cho tôi. Có gì anh về mà hỏi cô Hồng đi. Không có hỏi cái gì hết á. Bé anh nhận tiền rồi chứ gì. Được rồi, tôi sẽ bồi thường cho. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hết cho việc này. Chuyển xuống đi. Rồi. Không được chuyển, để đó. Sao? Thôi, mọi người nghỉ tay một chút xíu đi. Sao mày ở đây? Tao không thể đi du học bây giờ được. Tao phải ở nhà để thấy cảnh này chứ. Mẹ của mày chưa đóng cửa rồi. Mấy cái đồ này mẹ mày bán hết luôn rồi. Mày ở nhà mà để chuyện này xảy ra hả? Chứ mày nghĩ là có cái quyền gì ở đây mà cản chứ? Trời đất, chú Bảy đâu rồi? Bắt Bảy về quê luôn rồi. Trời ơi, khi mày lên đường đi du học đó, ở đây xảy ra nhiều chuyện lắm. Út May và mọi người buồn lắm. Lần này tiêu thiệt rồi. Chuyện này chắc do mẹ tao đạo diễn nè. Thôi, mọi người cứ để im đồ đây, đem lại chú cũ cho tôi. Tiền bạc tôi sẽ đền đầy đủ. Nhưng còn cô Hồng thì sao? Từ từ, từ xuống. Chuyện đó tôi sẽ lo. Việc của anh bây giờ để lại chỗ cũ cho tôi. Tất cả những đồ đạc này. Mày tính sao? Chắc phải đi gặp con Hai Nhung của tao thôi. Trời. Ừ. Mà đi với tao. Hết nổi. Cô Thu, coi trả lại tất cả những đồ này cho tôi. Phải làm sao đi nữa. Đi. Ở đây coi nha. Thiệt tình. Xong chưa chị? Rồi em. Dạ. Kỳ này vô thăm ba mà ông thấy nhà mình đầy đủ vậy ông vui lắm à. Cả nhà xong chưa? Đi đi đi. Xong rồi. Lúc đây, nào ông cũng hối trơn á. Thì đi chỗ lẻ mà. Đây 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 con. Ê quên, tôi quên cái bóp, để lên lầu lấy cái bóp. Alo, cô đây. Sao con lại? Cô Hai, cô đừng nói là con chưa rời khỏi Việt Nam nha. Có chuyện gì vậy? Dạ, xưởng nhà mình bị đóng cửa rồi. Sao? Cô chưa biết gì sao? Chưa. Dạ, có đứa cháu con của ông bạn điện thoại hỏi thăm con. Mẹ và em đi trước đi nha. Ừ. Dạ. Cô chưa biết gì cả. Vậy là mẹ con đã giấu cô rồi. Bây giờ con muốn gặp cô ngay được không? Cô với mẹ con định vào thăm ông nội đây nè. Nhưng mà thôi, được rồi. Mình hẹn nhau ở đâu? Dạ, vậy cô ra quán cà phê gần nhà đi. Con nhìn tiếng đang ngồi đây nè. Được rồi. Tụi con đợi cô nha. Dạ. Thiệt là xui quá. Đứa nhỏ con của ông bạn con, nó muốn gặp con một chút. Con nhỏ nó sắp đi xa, cho nên nó muốn chào tạm biệt con. Vậy mẹ với mợ Hồng đi qua bệnh viện trước nha. Rồi một lát con sẽ qua sau. Ê. Hay là mình đi ăn đi. Ăn xong rồi chút mình quay lại. Ăn cái gì mà ăn? Lỡ mình đi á, bác Nhung đi á rồi sao gặp được. Nhưng mà tao đói bụng quá. Ráng chút đi. Thôi giờ tao ngủ nha. Chừng nào bác Nhung ra mày nhớ hú tao dậy á. Ê, có người kìa. Ra rồi, ra rồi. Bác Nhung, bác Nhung. Trời ơi, mẹ của anh lắm. Xíu nữa lộn rồi. Tưởng ăn hột vịt lộn chứ. Cái mặt của ông á, hấp tấp cái tật không bỏ. Vậy mà sao cô Linh chịu được? Cái gì? Gì cô Linh đây? Lên gì ở đây? Trời, cái gì vậy? Tôi nói đại, có tật giật mình. Giật cái con khỉ. Ê, có người. Cái gì vậy, cái gì vậy? Đúng rồi, ra rồi. Bác Nhung. Bác Nhung, nãy tụi con mê bác nãy giờ á. Hai đứa làm gì ở đây vậy? Ủa, mà sao lại canh me? Cái ông này. Bác, thôi bác đừng có nghe ông nói. Bác ơi, bác biết chuyện gì chưa bác?
Chuyện đó bác biết rồi. Dạ, bác biết rồi thì bác có cách gì không? Bây giờ bác sẽ đi gặp một người. Chính người này đã báo cho bác biết đó. Hai con đi cùng với bác nha. Ai vậy hả bác? Lát gặp rồi biết. Thôi con đừng có buồn. Gặp người này bác tin là con sẽ vui lên cho mà xem. Trời ơi, vậy là gặp người này sẽ vui hả bác? Đi coi đời nó vui không. Hồi đó giờ ta với mày gặp chuyện buồn không à, chán quá. Bây giờ có chuyện vui rồi đó, chắc vui lắm á, mừng lắm á. Đi tôi biết rồi, mệt quá ông lúc nào cũng hấp ta hấp tấp như gà mắc thóc vậy đó. Đi nhảy lên xe đi. Trời ơi bác, trời trời, con đợi vui với. Để lên, ngồi đằng kia kìa. Chào anh. Chào em. Con. Dạ cô hai. Ủa Lâm, anh em. Sao anh không đi du học hả? Anh thích ở Việt Nam hơn mà. Trời, sao anh bà cố luôn. Thôi, mọi người ngồi vào ghế đi. Chuyện Lâm Ly bi đát, gác lại sao? Ủa sao giờ này không thấy thằng Lâm với con Dung đến vậy? Thằng Lâm á, nó đi du học rồi. Cái gì? Du học hả? Dạ đi Pháp. Nó lên máy bay hồi sáng rồi ông à. Cái thằng đó thiệt vô tâm quá trời. Nó nói trước khi đi á là nó vô chào ông nội vậy mà. Ai cho nó vô? Nó bị ép như con tép vậy. Ông này nói gì vậy? Thật. Tại sao đi du học mà không nói với tôi một tiếng nào? Vậy là sao? Tại mấy bữa nay tôi thấy ông mệt, ông chưa khỏe, nên thằng Lâm nó nói muốn đi du học thì tôi cho nó đi thôi. Tại vì nó muốn học thêm để trẻ cho đẹp hơn đó ba. Bây giờ nó lớn rồi, cho nên con quyết định cho đi du học luôn. Chứ cấm hoài, mai mốt nó đổi thừa con á, mất công lắm. Còn cái xưởng sơn mài sao rồi? Nghe nói thằng Lâm được một hợp đồng tốt lắm mà. Sao vậy? Bộ có chuyện gì à? Đâu có. Nó vẫn tốt, đang bình thường mà. Trời ơi, mọi người á đang làm hối hả, quên mệt nhọc luôn đó ba. Nhìn họ làm á, thấy mắc ham luôn. Hợp đồng lô hàng này á là thắng chắc đó ba. Nội con hứa với cô á là sẽ thu nhận mọi người ở nhóm Út May vào trong xưởng để làm việc đó. Cô nghe vậy thấy cũng hợp lý nên đã siêu lòng. Không có đâu cô. Dạ anh chị uống gì ạ? Cô uống nước cam ha. Hai ly nước cam. Dạ. Cà phê. Dạ. Mẹ con không ưa gì Út May hết. Lúc trước con cứ tưởng mẹ con mở rộng tấm lòng, chấp nhận tình cảm của con với Út May. Nhưng sao con mới biết, đó là vì mẹ con muốn Dung không tiếp tục tình cảm với con nữa. Lúc đó con cũng mừng lắm bác à. Thấy cô Hồng nhận mọi người vào làm, con hạnh phúc quá chừng. Nào ngờ sau này mẹ anh Lâm lại... Bây giờ chỉ có cô mới cứu được xưởng sơn mài mà thôi. Cô có quyền thừa kế nhiều nhất trong nhà mình. Cô quyết định giữ xưởng sơn mài lại nha cô. Chuyện này là do bà nội con đề xuất. Cô hai vì hạnh phúc của gia đình mình nên phải chấp nhận. Nhưng có vẻ đây không phải là ý muốn chung của các thành viên trong gia đình mình con à. Trời ơi, nhìn là biết ý của ai rồi. Bà nội của ông này với ba ông này bàn gai chứ đâu. Thôi, ông đừng có nói hổn như vậy mà. Có sao nói vậy thôi, giỡn vậy. Anh Lạc Đà nói đúng đó. Anh cũng biết như vậy mà. Cô, vậy bây giờ ý cô thì sao cô? Có lẽ phải đi gặp ông nội con một chuyến. Tất cả gia sản này là của ông nội con làm ra. Ông nội quyết thì không ai dám cản hết. Đúng rồi cô. Phải nhờ ông nội. Nhờ ông nội là hay nhất đó cô. Nhưng khổ một điều là ông nội con vẫn còn đang mệt lắm đó. Mấy hôm nay á, con nè, chị hai nè, mẹ nè, hay đi chùa chung lắm ba. Ai cũng cầu á, cho nhà mình luôn thuận hòa, luôn vui vẻ. Ai cũng muốn ba về nhà sớm. Ba ráng khỏe lại nha ba. Ba mà về nhà á, ba thấy không khí nhà mình, ba mê liền luôn á ba. Hôm trước thằng Lâm nó vô đây một mình, tôi thấy nó khóc. Nhưng lúc đó tôi mệt quá, tôi cũng không có hỏi được nó. Thì chuyện nó với con Út May cãi nhau á mà. Cái con nhỏ đó đó,
Nhìn hiền hiền vậy á mà nó cũng láo lắm ba. Nó dám nói với thằng Lâm á, thằng Lâm mà không cho nó chức phó giám đốc là nó chia tay thằng Lâm liền luôn đó ba. Cái gì? Dạ, con thấy vậy á nên con tức lắm. Nhắc tới á còn tức đó ba. Bởi vậy tụi nó đuổi con nhỏ đó đi rồi, nó chỉ mang lại phiền phức cho gia đình mình thôi à. Con á cấm thằng Lâm không qua lại giúp mày nên thằng Lâm á nó không hiểu, nó buồn con đó ba. Cũng may à, cũng may thằng Lâm nó đi du học. Chuyện tình cảm thì nên để cho tụi nhỏ quyết định, mình là người lớn chỉ cho ý kiến thôi chứ đừng nên ép uổng gì. Dạ sau này á thằng Lâm nó cũng hiểu ra cho nên nó mới hết khóc đó ba, rồi á nó chịu đi du học luôn đó ba. À, chị Hai tới. Chị nãy giờ bàn được quá trời luôn. Ba khỏe chưa ba? À, ba cũng đỡ rồi. Dạ. Con cứ yên tâm đi. Thưa ba, có một người muốn gặp ba một chút ạ. Mời người ta vô đi con. Cô. Vô được rồi các con. Dạ. 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 Vô ông. Ủa Lâm. Ủa Lâm. Sao thằng Lâm? Sao con? Sao mà con quay ngược trở về con? Dạ, con quay về vì con sực nhớ là con chưa chào ông nội. Mẹ con nói là con muốn đi du học mà sao? Con phải về chứ, vì con không muốn xa người bạn 20 tuổi của con cách đây 50 năm. Cái thằng. Bây giờ nó khỏe rồi thì con xin thưa với nội một chuyện. Nội mới khỏe chút xíu đó, con để cho nội nghỉ. Con muốn nói gì với nội? Dạ, con muốn thưa chuyện với nội. Về nhà ngay. Mẹ phải hỏi tội con, tại sao dám quay về đây hả? Con về đây là để cứu xưởng sơn mài mẹ. Nếu như con không về thì giờ này cái xưởng sơn mài của ông nội đã bị mẹ san bằng và biến thành vũ trường rồi. Con nói gì vậy Lâm? Cái gì mà cứu xưởng, cái gì mà vũ trường? Trời ơi, ông không hiểu gì hết. Do con phải không? Mấy đứa nhỏ báo con mới biết, chứ ngay cả con cũng bị qua mặt mà ba. Chị Hai à, chị đã hứa với mẹ sao? Chị phải để em làm việc chứ, tại sao chị cứ dở dở hương hoài vậy? Còn cái con nhỏ này đã nói là không cho phép đến gần thằng Lâm, đi gần thằng Lâm mà, tại sao cứ lẻo đẻo đi theo hoài vậy? Ây à, không biết ai theo ai à. Ê, đi về mày ơi, ở đây toàn nghe những cái chuyện mà chói lỗ tai không à. Lạc Đà, ông đợi tôi chút con. Đi mày không về tao về á, tao chịu hết nổi vậy. Xin lỗi Lạc nha Đà. Con biết á, là bà nội và hai bác đây không có muốn con tiếp tục tình cảm với anh Lâm nữa, nhưng mà chuyện này thật sự là không liên quan tới con và anh Lâm. Biết không liên quan sao tới đây làm chi vậy? Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Nói đi. Nội, mẹ con đóng cửa xưởng sơn mài rồi nội. Vì sao? Không. Dạ dạ tại vì Vì sao sao mẹ không nói đi? Vì mẹ muốn bỏ xưởng sơn mài để kinh doanh vũ trường đó ông nội. Không thể nào tin được. Vậy mà tôi không biết một chút nào hết. Bà. Dạ. Bà cũng biết chuyện này mà, đúng không? Vậy mà bà cũng không nói với tôi. Cái gì mà nhà mình vui vẻ, cái gì mà xưởng hoạt động bình thường, tất cả nó dối hết phải không? Hả? Lâm, con muốn đi du học nhưng tại sao con lại trở về đây? Con không hề muốn đi du học chút nào hết, con muốn ở lại. Ông nội biết không, Tiến đã ký được hợp đồng cho bộ sưu tập Mùa Hạnh Phúc của tụi con đang rất rất muốn thực hiện đó. Thì tại sao con muốn đi du học? Tại sao bà lại nói nó muốn đi du học hả? Ai bày ra chuyện này? Nói cho nội nghe. Tôi ông bình tĩnh nha. Tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi. Tốt hả? Tốt ở cái chỗ nào? Bà nói cho tôi nghe đi. Tôi không muốn thằng Lâm quen với con nhỏ này vì nó là dân bụi đời mà. Lại là những cái suy nghĩ như vậy. Bụi đời thì có cái gì mà không tốt chứ.
Nghèo thì không có quyền được hạnh phúc sao? Bà nên nhớ, ngày xưa mẹ của con Nhung cũng là một người nghèo. Cô ấy còn tốt hơn vạn lần những người giàu có. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nhắc lại chuyện đó đâu. Nhưng cô Út May, tôi phải nói rằng nó là một cô gái tốt. Không có cái gì để ngăn cản tình cảm của nó với thằng Lâm. Tôi ngăn cản mà ông không nghe. Mai mốt bi kịch nó giáng xuống nhà này thì ông đừng trách. Mẹ. Mẹ. Ba. Ba. Xin ba đừng giận nữa nha ba. Còn con nữa, chuyện lập vũ trường là chấm dứt, bỏ ngay. Sang đây tôi cũng xin quyết định luôn, tôi sẽ giao cái xưởng sơn mài này lại cho thằng Lâm làm chủ, không có thay đổi gì nữa. Ba, sao ba bất công với vợ chồng con quá vậy ba? Nè. Kìa, mở. Ba. Ba bớt giận nha, để con nói chuyện lại với vợ con. Mày là thằng đàn ông ở trong nhà. Trời ơi, mày làm ba thất vọng quá đi. Đi về mà dạy con vợ mày đi. Ba đừng nóng mà ba. Con xin lỗi ba. Ông nội. Đi đi. Ba. Đi hết đi. Ba ơi, gọi bác sĩ. Ba. Ông gọi bác sĩ giùm đi. Ông ơi, gọi bác sĩ. Bác sĩ. Ba. Ông ơi, ông nội có sao nội? Trời ơi, tôi nuôi cho nó lớn, nó ăn học đàng hoàng, rồi bây giờ nó vì gái á, nó phản mình. Còn ông đó, ông lo dạy dỗ con cái đi, riết rồi nó không ra cái gì hết. Đầu dây mối nhợ cũng tại cái con ăn mày Út May đó mà ra hết á. Tại nó, tại cái con đó đó. Trời đất ơi, biết vậy á hả? Lúc trước á, tôi cho con Dung lấy thằng Lâm luôn cho rồi. Như vậy á, có phải hay hơn không? Dù gì á hả, con Dung nó cũng là một đứa cầu tiến, biết tính toán làm ăn. Cũng tại ông không à, ông không có ra sao hết á. Ông không có phụ tôi tính toán gì hết. Một mình tôi á cái đầu thì làm sao mà tôi tính được. Ông thấy không, con mình bây giờ nó theo phe bà Nhung luôn rồi. Vợ chồng mình được cái gì đây? Trời ơi, khổ quá trời khổ mà. Thôi, chưa bà hết nổi rồi đó. Nè, mọi chuyện á là do bà gây ra, bà còn chửi ai? Từ cái chuyện lôi con Dung về, về nó quậy nát cái nhà mình, chuyện ép thằng Lâm đi du học, điên nhất là cái chuyện mở vũ trường. Bà sao vậy hả? Bây giờ thằng Lâm á, nó nói cho bà biết sự thật, rồi bà chửi nó, chửi tôi. Đã làm sai rồi còn ống ống cái miệng lên. Bà muốn chửi phải không? Ở đó chửi mình đi. Nè, đứng lại. Cái gì? Ông đi đâu con vậy? Đứng. Ngồi xuống đây nói chuyện với tôi. Sao ông không hiểu á, tôi làm những cái chuyện này là vì ai hả? Bà đừng có nói với tôi là vì thằng Lâm và vì tôi nha. Cha con tôi không cần mấy thứ đó. Trời đất ơi, tự nhiên giờ rồi, ông đổ hết lên đầu tôi hả? Chính bà đổ lên đầu bà chứ sao tự nhiên được. Tôi nói cho bà biết, từ nay trở đi, tôi thấy bà làm bậy thì tôi cản bà, chứ không nghe theo lời bà nữa đâu. Cái gì? Hết chịu nổi nữa rồi. Ông đi đâu vậy? Đi vũ trường. Ông. Trời đất ơi, Cái nhà này điên hết rồi. Cái xưởng sơn mài đó là tâm huyết từ thời trẻ của ba. Con phải cố gắng hết sức mà để mà phát triển nó, nghe chưa? Dạ. Giờ thì có cháu Lâm với Út May lo rồi, ba đừng có lo nha. Ông rất ủng hộ tình cảm của hai đứa. Từ nay vận mệnh của xưởng sơn mài sẽ phụ thuộc vào hai đứa tụi bay đó nha. Ráng lên nha con. Dạ, tụi con sẽ cố gắng hết sức mình mà nội. Ông à, con không biết nói sao để cảm ơn ông cho hết. Mấy người bạn của con á sẽ mừng lắm khi mà biết được tin này. Xưởng sơn mài giống như là căn nhà của họ vậy. Con cảm ơn ông rất nhiều. Ông đã cho tụi con có một mái nhà chung. Con cảm ơn ông nhiều lắm. Con bé này lúc nào nó cũng sống cho người khác. Dạ. Tụi con mời ông Bảy về làm việc lại đi. Tôi nói là ông mời ông ta, nghe chưa?
ông Bảy sẽ nể ông mà quay lại với các con đó. Dạ, ngày mai con sẽ về quê của chú Bảy. Con sẽ kéo chú Bảy lên cho bằng được. Ừ. Nhưng mà con không biết nhà của chú Bảy ở dưới quê. Cô Hai biết nhà của ông Bảy, để cô Hai chỉ cho. Nhưng mà con nghĩ trước tiên á là mình phải lo tìm thợ trước đã, tại vì họ bị đuổi hết rồi. Em yên tâm đi, anh sẽ đến từng nhà để mời họ quay lại. Mình có cái tình thì họ sẽ không quay lưng lại với mình đâu. Ừ. Hay lắm, như vậy mới là xứng đáng một ông chủ chứ. Chết rồi. Vô. Thôi. Đi vô nhà. Thôi ngồi đây mà. Đi vô nhà chút thôi mà. Đi. Thôi mà, buông tôi ra. Đi. Trời ơi. Mày, em sao vậy? Em thấy chỗ này quen á. Sao quen được? Đây là lần đầu tiên tụi mình tới đây nè. Không có nhà đâu, Thiên Bảy không có nhà đâu. Tôi xin đi ra ngoài. Bà im dùm tôi cái đi. Cứu tôi. Thiên Bảy kìa. Chú Bảy ơi. Thiên Bảy. Chú Bảy ơi. Ơi, muốn ra ngoài chơi hả Thiên Bảy? Thiên Bảy khỏe không? Hai đứa này đến xem mặt tao nè. Chú Bảy ơi. Dạ con chào chú Bảy. Dạ con chào chú Bảy. Cậu chưa đi du học sao? Dạ. Sao giờ này ông còn chưa về nữa hả? Ông đang ở đâu? Alo. Cái ông này, bộ ông câm hả? Sao ông thấy trả lời dữ trơn vậy? Ông đang ở đâu? Ông đang nằm cạnh tôi chứ ở đâu. Ai đó? Hả? Ai nghe máy vậy? Alo. Chết cha. Alo. Cái gì vậy trời? Là đàn bà nghe máy hả? Trời đất ơi, dám tắt máy mình hả? Cái ông Sơn này lại có tiếng đàn bà nữa. Tôi cũng xin nói thẳng cho hai người biết, nếu tìm ra người nào chống đối việc hai người hợp tác với nhau thì tôi sẽ là người đầu tiên, không bao giờ và sẽ không bao giờ ủng hộ hai người làm đâu. Hiểu chưa? Vậy cho con hỏi, tại sao chú cấm con và anh Lâm yêu nhau và cùng làm việc nữa, trong khi trước đây á chú là người ủng hộ tụi con nhiều nhất mà? Điều đó cô không cần biết. Xin mọi người về đi, đừng có làm phiền tôi nữa. Cậu Lâm à, cậu và người nhà của cậu đừng có tìm tôi nữa. Tôi không muốn tiếp gia đình của các người nữa đâu. Mời hai người ra khỏi nhà tôi đi. Không, chú phải nói cho con biết là tại sao chứ. Về đi. Thôi mình về đi. Không, em muốn nghe chú Bảy nói, phải có lý do gì chứ. Em không có hiểu gì hết á. Út mè, bây giờ chú Bảy không còn thương tụi mình nữa, đó là lý do đó, em hiểu chưa? Đi về đi. Tại sao chứ? Tại sao chú Bảy nói đi? Tại sao chú Bảy? Ê, đừng có lôi, đi từ từ thôi. Hai người là chị em mà. Trời ơi. Thầy thấy sao thầy? Ờ, được đó. Tiến, vô đây. Dạ chào. Dạ. Tiến, giới thiệu với mày, đây là thầy tao, dạy ở trường đại học mỹ thuật, nghệ nhân Ba Thình. Trời, thầy Ba Thình hả? Con nghe tiếng thầy đã lâu, nhưng mà hôm nay con mới được gặp đó. Hôm qua, Lâm nó có thuyết phục tôi về xưởng nó mãi. Tôi tính lui về nghiên cứu chứ không sáng tác nữa. Nhưng thấy nó nói hoàn cảnh của xưởng đang khó khăn, với lại lúc trước thằng này là học trò cưng của tôi, nên tôi chấp nhận giúp nó một thời gian. Vậy thì hay quá rồi, có thầy tôi con yên tâm lắm. Ê, mày đưa thầy coi cái bộ sưu tập Mùa Hạnh Phúc của mình chưa? Chưa, nhưng mà tao có nói sơ qua với thầy rồi. Dạ con. Ủa? Chào thầy. Út May. Chào thầy em. Đến rồi ạ. Con là Út May ạ. Nhớ rồi,
Ngày hôm qua còn khóc sướt mướt đến năn nỉ tôi đó mà. À, anh ơi. Hả? Các anh chị thợ đã đến đông đủ rồi. À, thôi, vậy tụi mình xuống xưởng đi. Ừ, thầy. Dạ, con xin mời thầy. À, dạ thầy. Đi. Đi. Bà làm gì ạ? À, đang nấu ăn. Ừ. Giờ anh về đó. Ừ. Nè, lên thay đồ đi, xuống ăn cơm với em. Anh ăn ở ngoài no rồi, ăn một mình đi. Nói cái mùi dầu thơm mới. Ông hay lắm, giỏi lắm ông sao. Bà xã, tôi đi công chuyện chút nha. Dạ, anh đi về sớm nha. Ừ. Qua đâu? Dạ. Đi theo. Thôi đi bà. Mình làm cách khác đi bà ha. Không có nói nhiều, đi theo. Dạ. Anh xin đưa em về, về quê hương yêu dấu. Anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt vời. Chừng nào tôi gọi nhớ đón nha. Em ơi. Ba, từ từ ba. Thì ra là mày. Chồng chồng tao hả? Mày làm cái gì vậy? Chết. Ơi. Chồng tao hả mày? Trời. Chết hết hai người luôn. Thôi. Còn đây tiền. Thôi bà. Chồng tao hả? Trời ơi. Làm cái gì vậy? Chồng tao hả? Thôi bà. Chủ hả? Mày từ từ giải quyết. Đây đây đây. Anh ơi. Chết rồi. Anh xin nó luôn đi. Chiều nay đã giao cho người ta mà giờ chưa xong nữa. Thôi qua phụ hành chính đi, để tao. Con qua đây làm giùm chú. Đẹp ha. Hai đứa bay muốn bôi trò tét trấu vô cái nhà này phải không? Hả Sơn? Dạ. Tại sao như vậy? Nói đi. Sao ngồi im lặng vậy? Nói là mình ngoại tình, phụ bạc người vợ hiền tần tảo tháng hai. Nói là mình ham mê sắc dục. Nói là mình hám của lạ đi. Làm mấy cái việc đáng xấu hổ đó sao không dám nói? Thôi, làm ơn đừng có nói nữa đi. Mày có biết con đã tha cho ảnh một lần rồi không? Vậy mà cũng chứng nào tật đó hả? Con xin lỗi mẹ. Trời ơi, làm cho đã rồi xin lỗi là sao? Tức quá trời tức mà. Mà cái con quỷ cái nó có cái gì mà ông ham? Nó chỉ là một con người ở trong nhà này thôi. À, mẹ, thì ra lúc trước á, nó dọn ra khỏi cái nhà này là ông với nó đã tính toán với nhau rồi đúng không? Ông nói đi. Ông với nó ăn ở với nhau bao nhiêu lâu rồi? Tao không binh nổi mày nữa đâu Nhân Sơn. Chuyện này mà tới tay ba của mày đó hả? Thì ông có nước chết chứ không chịu nổi đâu. Dạ, đúng là con có lỗi với vợ con, với cái nhà này. Nhưng con nói thật, chuyện này là tức nước dở bờ thôi. Cái gì? Tức nước dở bờ là sao? Ai là nước, ai là bờ? Bà là nước, tôi là bờ. Ngày nào cũng vậy, giờ nào cũng vậy. Lúc nào bà cũng tức tối bực bội với cái sự tính toán điên rồ của bà. Đầu óc của bà chỉ có biết tính toán thiệt hơn. Có lúc nào bà có để ý chăm sóc tôi chưa? Thưa mẹ, đợi ba khỏe, con sẽ thưa chuyện này với ba sau. Còn bây giờ, ai muốn sao con cũng chịu. Dù gì thì con cũng chịu hết xiết nữa rồi. Trời. Ốc đó. Mẹ thằng. Mày coi ổng đó. Ông bất cần. Ông đâu có còn yêu thương gì con nữa. Mẹ, giờ mẹ tính sao mẹ? Tao tính thì đâu có bằng tụi bay tính với nhau. Tao chỉ có ăn với nó thôi chứ. Nó là con của tao. Còn mày á, là vợ nó, đầu ấp tay gối. Vậy mà cũng phải hỏi nữa. Mặc kệ tụi bay. Sức
Alo. Em hả? Anh nè. Có gì không anh? Em đang ở đâu? Sao nghe ồn quá vậy? Em đang ở bến xe khách. Em ra bến xe làm gì? Em về nhà đi, anh sẽ sang với em ngay. Thôi anh à, nhiều đó đã quá đủ rồi. Bây giờ em phải về quê em rồi. Sao? Sao về quê? Trời, em bỏ anh một mình sao? Anh đừng nói vậy, anh đã có một gia đình. Còn em chỉ là người cô độc thôi. Nhưng mà dù sao em cũng cảm ơn anh đã cho em có cảm giác hạnh phúc những ngày vừa qua. Em sẽ không quên đâu. Nhưng mà bây giờ em phải đi. Hy vọng sau này mình sẽ gặp lại nhau. Hả? Alo. Tao rất thương mày, nhưng tao thấy cái này mày làm không có được. Cả tháng nay ai cũng tận tình giúp đỡ mày, nhưng mà mày làm không có được, tao cũng chịu thua thôi. Tôi xin lỗi ông. Nè, đây là lương của mày đây. Mày đi kiếm người khác mà học, đúng không? Mày được cậu Lâm giới thiệu vô, để tao nói chuyện với cậu Lâm. Thôi, ông không cần phải nói gì đâu. Tôi cảm ơn ông đã có lòng với tôi. Tôi xin lỗi ông vì đã làm hư hàng của ông. Còn tiền này tôi không dám nhận đâu. Ê, tiền lương mày mà. Hàng suất đợt này như đây thôi đó. À, tình hình như vậy thì không ổn rồi. Tại vì không có đủ người làm. Ủa Lạc Đà. Lạc Đà. Ừ. Ủa. Ông đi đâu lang thang đây vậy? Không đi làm hả? Hôm nay nghỉ sớm. Mày đang làm hả? Tôi với anh Lâm đang chuyển hàng, làm không kịp thở luôn á. Anh Tiến nói sẽ đem bộ sưu tập Mùa Hạnh Phúc đi dự thi đó ông. Vui quá ha. Có ông Ba Thình á, là nghệ nhân nổi tiếng, cũng vô phụ nữa. Lần này xưởng của anh Lâm sẽ phát triển dữ lắm. Tôi được ông Ba Thình chỉ nhiều cái hay nữa. Thôi mày đi làm đi. Tao đi gặp ba Tùng chơi đây. Hôm nay nghỉ sớm khỏe quá. Ừ vậy thôi ông về đi. Có gì tối gặp nha. Ủa sao giờ này anh chưa đi làm vậy? Tôi bị đuổi rồi. Mà sao bị đuổi vậy? Tôi làm không có được. Nơi đó có nhiều việc để làm lắm mà. Mình không làm được chuyện này thì mình xin làm chuyện khác. Chuyện gì tôi cũng làm qua hết á, mà không có thấy làm được gì hết á. Vậy mới bị đuổi chứ cô. Giờ tôi có cảm giác kỳ cục lắm cô giáo. Cảm giác đó sao anh? Tôi thấy mình giống như một đứa dư thời á. Cái thứ người gì mà không có biết làm gì, cái điều gì cho người nào hết á. Nói chung là có tôi thì cũng được, mà không có tôi càng tốt. Anh nói gì kỳ vậy? Thì thực tế vậy mà cô. Tôi đang suy nghĩ, tôi sống trên cõi đời này, tôi sống cho ai, có ích cho việc gì, mà sao tôi không có làm được gì hết. Mắc cười lắm. Khiên hàng ở chợ á, tôi gần hết nổi rồi. Mỗi lần tôi khiên nặng á, cái lưng tôi nó nhức lắm, nó đau. Phụ việc ở xưởng sơn mài á, bị ta gậy. Giờ làm ở xưởng mộc thì bị người ta la. Tôi thấy tôi gớ cái gì vô cũng hư hết cô. Ông ơi, cả nhà tới đông đủ rồi đó. Ngày hôm nay có mặt tất cả những thành viên ở trong gia đình này, tôi sẽ nói vài điều. Thời gian gần đây có rất nhiều chuyện không hay xảy ra. Tôi cứ suy nghĩ mãi,
đâu là nguyên nhân dẫn đến những chuyện này. Tôi phát hiện ra là từ khi tôi công bố phân chia tài sản thì cả nhà này điên loạn cả lên. Nguyên nhân của sự lộn xộn là do nơi tiền bạc. Vậy thì tôi sẽ giải quyết. Đây là một vấn đề mà tôi giải quyết một lần cuối cùng. Không bao giờ tôi thay đổi nữa. Bản di chúc cũ sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn. Nó không hề còn giá trị nữa. Mọi người hãy nghe đây. Vợ chồng thằng Sơn, nếu còn ở được với nhau thì ba sẽ chuyển cho hai đứa bay 10 tỷ đồng. Không hơn không kém. Còn nếu như hai đứa có ly dị, hai đứa bay phải tự xử lấy. Còn thằng Lâm được toàn quyền quyết định cái xưởng sơn mài, không ai có quyền can dự vào. Còn khu giải trí ba sẽ giao lại cho con Nhung, nhưng không phải để cho con kinh doanh, mà ba muốn con bán phần nửa khu giải trí đi, lấy số tiền đó lập cái quỹ để mà xây dựng trung tâm hỗ trợ cho trẻ em lang thang cơ nhỡ, không được xài về chuyện riêng. Tất cả phải phục vụ cho trung tâm đó. Căn nhà của ba ở chung được thì ở, không ở được thì có thể mua nhà mới mà ở. Sau khi ba và mẹ có mất đi, tụi bay có thể bán mà chia đều cho nhau. Ngày mai tôi sẽ mời luật sư lại để mà làm cái bản di chúc mới này. Công việc này dễ lắm. Sáng sớm anh dậy sớm một chút thôi. Anh vào trường, anh quét những chiếc lá ruộng ở trong trường á, xong rồi anh đi dạo dọc hành lang xem có gì dơ dơ. Em không biết là anh thấy cái thứ gì dơ nữa. Anh cứ bỏ vô thùng rác. Cũng dễ lắm, anh thấy sao? Nếu mà anh mệt á, em sẽ phụ anh. Anh đừng có lo hen. Sao giờ? Sao cứ nhìn em hoài vậy? Sao cô giáo tốt với tôi nhiều quá vậy? Anh tốt thì em tốt với anh. Cô thấy tôi là người tốt hả? Anh thật thà, anh vui tính à. Em thích vậy. Anh làm việc này nha. Từ nay hai đứa mình sẽ đi làm chung. Em sẽ chở anh đi làm, rồi sẽ chở anh về. Lúc nào cũng đi chung, chắc là vui lắm á. Thật ra cô giáo, cô giáo thích tôi đi chung với cô giáo hả? Thích chứ. Cô giáo thấy tôi là người tốt hả? Cô giáo thương tôi, thích tôi hả? Tụi mình sẽ đi làm chung. Sẽ rất vui hả? Linh rất vui. Được rồi, tôi sẽ làm việc đó. Hoan hô anh, hay quá à. Vui quá à. Muốn một người đàn bà yêu mình à? À, không phải đàn bà, con gái á. Con gái yêu mình hả? Sao? Ngồi đây với ba. Hả? Tưởng đàn bà thì khó chứ còn con gái thì quá. Gì vậy ba? Chết cha, móng chân chưa cắt. Trời ơi, con đang nói chuyện quan trọng mà ba nói móng chân gì ba? Phải, con ở dơ quen rồi. Ba ở sạch không có quen. Ba phải cắt móng chân ba mới chịu được. Được rồi. Đâu rồi? Đây nè. Cắt giùm ba đi con. Đây. Một người con gái yêu mình. Ây da. Trời ơi, cái gì không máu quá vậy? Dạ máu đó ba. Trời ơi, cô cắt gì dữ vậy con? Dạ lỡ tay phạm chút. Nhưng mà nó đứt rồi không sao? Sạch chứ con. Dạ. Ba dạ. Nói tiếp con nghe. Dạ dạ, ba nói đi. Ủa nãy con hỏi ba gì? Trời ơi, con hỏi muốn một người con gái yêu mình á, mình phải làm gì? Thank you.
cô giáo có rảnh ra cuối hẻm tôi đợi. Anh anh đứng đợi em hả? Có chuyện gì vậy? Không có gì hả. Ủa vậy sao viết giấy hẹn em ra đây vậy? Tôi viết chơi. Cô giáo thấy tôi viết đúng chính tả không? Anh viết được như vậy là khá lắm rồi đó, tiến bộ lắm á. Anh ăn giấu gì vậy? Không có gì hết á. Nè, giấu gì mà không cho em biết vậy? Gì vậy? Ủa, đẹp quá vậy? Đẹp không? Đẹp lắm á. Tôi tặng cho cô giáo á. Trời, hôm nay tặng quà cho em nữa. Có chuyện gì vậy ta? Tôi cảm ơn cô đã tìm giúp việc làm cho tôi á. Xong rồi đó, cô giáo về ngủ đi. Dạ, vậy anh cũng về ngủ sớm đi nha. Dạ. Chúc cô ngủ ngon. Dạ. Ê, cô giáo. Cô sao vậy anh? Không có sao. Anh nói cho em nghe mà đi. Có, tôi muốn nói là anh làm sao vậy? Không mà có, tôi muốn nói là thôi có gì để mai nói đi anh, em đi ngủ đây. Linh. Tôi thương em rất là nhiều. Nè, ký đi. Xong rồi đó. Ông đi đâu đó? Đi chơi. Sao rồi con? Nè, Sơn nói sao? Mẹ, mẹ coi nè, anh ký rồi mẹ. Anh không còn thương con chút nào á. Thôi, đừng khóc nữa con. Cô giáo có đau lòng ý là làm người yêu của tôi không? Anh Lạc Đà ơi, em tin anh đang nói rất là thật. Em cũng tin anh thương em rất nhiều. Nhưng mà em không thể đáp lại tình cảm đó được. Em xin lỗi. Cô giáo nói cô giáo thích bên cạnh tôi mà. Cô giáo nói cô giáo thích đi làm chung với tôi mà. Cô giáo nói thương tôi, cô giáo mới giúp tôi mà. Anh à, em không thể, em xin lỗi. Không, tôi mới là người xin lỗi cô. Không có gì á, không có gì á. Cô giáo đi ngủ đi. Trời nóng quá. Tôi đi dạo vòng chút rồi. Tôi ngủ. Cô giáo, những lời cô động viên tôi chỉ là động viên thôi phải không cô? Nó giống như trong sách vậy. Chứ ở hiền gặp lành, nhưng mà ở ngoài đời không có như vậy đâu phải không cô giáo? Cô giáo dạy tôi phải cố gắng, phải cố gắng thiệt là nhiều sẽ gặp điều tốt đẹp. Nhưng mà ở ngoài đời không phải như vậy đâu phải không cô giáo? Có phải thằng gù như tôi, thằng tật nguyền xấu xí như tôi không bao giờ nhận cái gì tốt đẹp trên đời này phải không cô giáo? Tôi phải chấp nhận cái sự thật đó phải không cô? Anh Lạc Đà ơi, anh Lạc Đà. Thôi con xin nín tu mẹ ơi. Thôi mẹ nín đi. Mẹ coi có cái tên Phật tử nào mà hay hay á, mẹ lựa cho con cái tên đi mẹ.
Tìm tên pháp danh cho con đó hả? Pháp danh. Trời ơi, điên. Chuyện chưa đến nước đó đâu con. Nghe mẹ tính nè con. Con thì phản mẹ, chồng thì phản vợ. Mà mẹ nói là con chưa tới nỗi nào. Làm sao mẹ? Thí dụ như giờ mẹ là con đi, mẹ không khóc mới lạ. Mẹ mà không khóc còn làm con của mẹ đó. Thế còn nói là mẹ sẽ không có chịu nổi đâu. Mà bây giờ con thấy mẹ cũng y như con, có khác gì con đâu. Ba chia tài sản như vậy á, rõ ràng là không có coi trọng ý kiến của mẹ. Ba đâu có thèm để ý gì đến ý kiến của vợ chồng con đâu. Ba chỉ chăm chăm á, ổng hỏi ý kiến của bà Nhung thôi. Mà bà Nhung là ai? Là con của vợ trước của bà. Còn vợ chồng con là ai? Là con của mẹ mà. Vậy là quá hiểu rồi. Thôi im đi không. Sao con lại dám nói như vậy? Mẹ, con xin lỗi mẹ. Con chỉ nói sự thật á, để mẹ tính coi thế nào thôi. Dù sao hai mẹ con mình cũng đồng cảnh ngộ, cùng hội cùng thuyền, cùng nổi cùng chìm với nhau. Thôi được, đã hết tình thì cặn nghĩa vậy. Mày ơi. Dạ. Ngủ đi con, làm cả ngày rồi không có mệt sao? Ba Mười cứ ngủ trước đi, con ngủ liền giờ. Nó bị cuốn sách Sơn Mài hút mất hồn rồi. Ê, mai mốt á, giỏi thiệt là giỏi, nhớ chỉ lại cho tôi nữa nha. Tất nhiên rồi. Thôi ngủ đi mấy đứa. Dạ. Dạ. Út Mai ơi. Út Mai, Út Mai. Ủa Linh. Ủa, Lạc Đà có qua đây không Út Mai? Không, có chuyện gì không Linh? À, sao vậy cô Linh? Ủa, bộ ông Lạc Đà gây chuyện nữa hả? Nữa rồi, chắc là có chuyện gì rồi phải không cô Linh? Anh Lạc Đà bỏ đi đâu rồi? Hả? Linh sợ anh nghĩ quẩn, làm bậy quá. Sao vậy? Linh nói Út Mai nghe đi, có anh... chuyện gì vậy? Anh ấy... Không có đâu Linh ơi. Út Mai có biết mỗi lần ảnh buồn thì ảnh thường hay đi đâu không vậy? Cái ông này hả, tâm tính thất thường rồi ổng đi đủ ngã, chẳng biết ổng đi đâu mà tìm. Mà ổng đi đâu vậy trời? Hay là mình đi kiếm chỗ khác đi. Ừ đi. Tới con á. Bây giờ con uống đi. Rồi rồi ba phục vụ văn nghệ cho con nghe. Là ảnh văn nghệ là gì vậy? Ba, ba hát cho con nghe. Hát đi ba. Hát đi. Con đưa cái ly cho ba hát. Rồi nè. Rồi. Nhìn bọt rượu suối đầy trong chúng hàng si. Nghĩ gì đây khi men rượu cay? Giờ đó. Xin trao tay gửi chúc nghĩa tương phùng. Con với ba hãy cười sang sảng, đưa tay cho lời đưa tiền. Ai vậy? Trời ơi. Ai vậy? Sao ba lại rủ ông ra đây nhậu chi vậy? Ủa con. Con đi kiếm nãy giờ cả buổi trời luôn á. Con trai của ba nó đang buồn. Hai đứa con cứ về nhà đi. Để ba ở đây ba tâm sự não nề với con trai yêu quý của ba. Đúng rồi. Không được đâu. Ngoài này trời lạnh lắm á, bệnh chết á. Có gì về nhà nói đi. Về không được đâu con. Để ba tính cho con gái. Con về đi.
Con hãy tin ở ba, con đừng có nghĩ gì hết á. Tại vì nó đang cần nói chuyện với người đàn ông, chứ không có cần con gái. Nếu mà là con gái á, thì nó sẽ điên lên như ba Tùng vậy nè. Trời ơi, đang hát vui, hát vui mà. Ba, ở ngoài này lạnh lắm, có gì về nhà nói đi, chứ ngồi ở đây bệnh chết á. Chạy lên hết á. Thôi giờ mà về đi. Ba, con giao ổng cho ba đó. Nhưng mà hai người nói chuyện xong á, nhớ phải tranh thủ về liền nha. Ờ, được rồi. Ê, ba ơi, ai đi. Rồi, được rồi. Ba hứa với con. Ê, ba, về vợ đêm hát cái đầu mày. Hai đứa đứng đây, sao tao hát được? Trời, con không biết vậy á. Không biết, bè ba. Ba, ba uống đi. Ba uống đi. Ba uống đi. Vô. Ba. Ba, gì? Ba nói con biết à. Sao? Ba yêu ai bây giờ chưa? Yêu rồi. Yêu, yêu quá chừng luôn. Ba bị thất tình lần nào chưa? Thất tình rồi. Thất tình quá chừng luôn. Ba, có vợ chưa? Ba có một vợ, hai đứa con. Ai là con? Thì con với Út Mây đó. Không phải, con với Út Mây là con nuôi con bụi đời không à, con thiệt á. Ba nói thiệt, ba có hai đứa con ruột, dạ. Một trai, một gái. À, giờ vụ này con mới biết á. Vậy là Linh cũng có tình cảm với Lạc Đà hả? Ừ. Trời ơi, vậy là tốt quá rồi, hai người tiến tới luôn đi. Ủa, sao vậy? Linh không thể. Hay là Linh chê ổng gù xấu xí? Linh chỉ có cảm giác thương chứ không có cảm giác yêu đúng không? Không phải đâu Út Mây, bề ngoài đâu có quyết định được giá trị của con người đâu. Vậy thì tại sao chứ? Linh không thể nghĩ đến chuyện tình cảm bình thường được Út Mây à. Tại sao? Hai người đều là người tốt mà. Nếu mà đến được với nhau á, thì Út Mây tin chắc là hai người sẽ rất là hạnh phúc. Lạc Đà, ổng siêng lắm, dù tật nguyền nhưng mà rất là tốt bụng. Với lại ổng cũng thương cô giáo Linh đó. Linh rất tiếc đã làm cho Lạc Đà buồn, nhưng mà Linh không thể làm khác được. Có thể trong thời gian tới Linh sẽ không gặp mặt anh ấy đâu. Có gì Út Mây chăm sóc anh Lạc Đà giùm Linh nha. Linh à, Linh không nói rõ lý do thì làm sao mà tôi có thể nói chuyện hay khuyên bảo Lạc Đà đây? Ông ấy sống tình cảm lắm. Mỗi lần ổng vui á thì vui hơn người ta, mà buồn á thì cũng buồn nhiều hơn người khác nữa. Linh biết vậy nên mới nhờ Út Mây chăm sóc ảnh. Út Mây là bạn thân nhất của ảnh, hiểu anh nhất mà. Không phải Linh muốn trốn tránh gì đâu, nhưng mà Linh nghĩ không gặp mặt một thời gian sẽ tốt hơn. Thôi, Linh về đây. Tinh thần của bác không ổn định phải không? Gia đình tôi cũng có một ít chuyện. Bác đừng lo nghĩ nhiều nữa, như vậy sẽ không tốt cho bác đâu. Hôm nay cháu sẽ thay đổi một số thuốc, có thể là phản ứng thuốc khá mạnh. Nếu có gì lạ bác cứ nói cháu nha. À, nè bác sĩ. Dạ. Sao bác? Tôi nhờ bác sĩ giúp tôi một chuyện. Dạ, bác cứ nói đi. Bác sĩ gọi cho con gái tôi, con Nhung đó. Bác sĩ nói với nó là phải vào đây gặp tôi gấp. Dạ. Bác sĩ dặn nó mang một cái máy ghi hình cho thật tốt. Dạ, cháu nhớ rồi. Chỉ gọi cho con Nhung thôi nha, đừng nói chuyện này với ai khác. Dạ. Ba, con đây. Con gái của ba rất ngoan. Từ nhỏ con đã ngoan rồi mà. Con có đem theo máy ghi hình nè ba. Ba cần điện thoại có máy ghi hình để làm gì vậy ba? Con tắt chế độ điện thoại đi,
Lúc này thì đừng có liên lạc với ai cả. Chi vậy ba? Giờ phút này ba chỉ muốn nói chuyện với con thôi. Chỉ có hai cha con mình thôi con à. Dạ con hiểu rồi ạ. À. Alo. Dạ phải ạ. Dạ cô Nhung không có ở nhà ạ. Dạ tôi nhớ rồi. Dạ chào ông. Ai gọi điện thoại vậy? Dạ luật sư Thông. Ông ấy gọi điện thoại để tìm cô Nhung. Ông ấy nói cô Nhung tắt máy nên ông ấy liên lạc không được. Luật sư ông còn nói gì nữa không? Luật sư Thông dặn là nếu cô Nhung có về nhà thì nói với cô là vào bệnh viện ngay để bàn việc với ông. Còn gì nữa không? Dạ không. Con xin phép bà con đi. Đây là trâu đi tìm cọc hay là nó tìm vào đống tiền của nhà này? Sao lại nói bàn chuyện về ông? Hay là ông tính lập di chúc mới đây? Con, con giống mẹ con lắm. Dạ. Khuôn mặt cũng giống, tính tình cũng giống. Giống ra sao hả ba? Trông giản dị, thương người, lúc nào cũng biết chia sẻ với người khác. Nhìn ba, con biết là ba còn thương mẹ con nhiều lắm phải không ba? Còn rất nhiều. Lúc nào mẹ con cũng ở trong suy nghĩ của ba. Vậy thì còn gì Xuân? Con chỉ nhớ lúc ba cưới dì Xuân, con đã khóc rất nhiều. Con nói là con không chịu. Nhưng đây cũng là một cái lỗi của ba. Ba thương mẹ con, vậy sao ba lại lấy dì Xuân? Đối với dì Xuân không phải xuất phát từ tình yêu. Vậy là gì hả ba? Tình yêu đó là sai lầm. Ngày mẹ con mất, dì Xuân lúc nào cũng ở bên cạnh ba. Thật sự trong lòng ba đang tan nát vì sự ra đi của mẹ con, nên ba cũng không bao giờ để ý gì đến dì Xuân. Anh cứ buồn như vậy thì làm sao? Khổ thiệt vậy đó. Thôi Xuân về trước đi, tôi muốn ở lại một mình. Về trước là về trước làm sao? Sao em có thể để anh một mình như vậy được chứ? Anh không thể nào tưởng tượng được một ngày mình sống mà không có Quỳnh. Tại sao ông trời lại nỡ cướp đi của anh một người vợ vừa hiền ngoan lại vừa tốt bụng như vậy chứ? Anh Bình ơi, em yêu anh nhiều lắm. Anh phải là của em. Anh hãy quên con Quỳnh đi. Em yêu anh nhiều lắm. Giờ anh tính sao? Tại sao em lại để chuyện này xảy ra chứ? Vậy là anh phước từ con của anh. Nếu anh từ bỏ nó, em thì đứa con trong bụng sẽ chết. Chào anh. Khoan đã Xuân. Hãy cho em một cơ hội để được làm vợ anh. Anh cũng biết là em đã yêu anh từ lâu rồi mà. Anh đừng bỏ em nha anh Bình. Sau đó thì đám cưới được tổ chức. Dì Xuân chính thức làm vợ của ba. Sau bao nhiêu năm mà ba cũng không thể yêu được dì Xuân sao? Ba không thể yêu, chỉ làm tròn bổn phận làm chồng thôi. Dù sao đó cũng là một phần lỗi của ba. Nếu ba cứng rắn và tỉnh táo hơn thì... Mà thôi, nói ra để cho con hiểu hơn về gia đình của mình. Dạ.
À, anh đi thẳng lên lầu 1 rẽ phải. Dạ chào. Cảm ơn bác sĩ. Chào bác. Ủa chào bác. Chào luật sư. Vô thăm ổng đó hả? Cháu vô gặp bác Bình có chút chuyện. À vậy thì đợi tới chiều đi, bởi vì ổng mới chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy, làm cái gì tôi cũng không biết nữa. Ủa kỳ vậy. Bác Bình hẹn cháu ở đây mà. Ừ vậy nha. Thôi chiều nay cậu quay lại đây đi ha. Dạ chào bác, cháu về. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Không có gì. Đi cẩn thận nha. Dạ cảm ơn bác. Con phải giữ cho kỹ cuộn băng này, không để cho ai biết hết nghe con. Khi nào cần thì con hãy lấy ra. Dạ con biết rồi ba. Thôi ba uống miếng sữa rồi nằm nghỉ nha ba. Thôi. Con lấy sữa ba uống nha. Thôi ba mệt lắm, ba uống không nổi đâu. Miệng ba bây giờ đắng lắm. Có khế không? Con cho ba xin một chút. Dạ có. Có sẵn đây ba. Lo cho xong chuyện này, ba thấy an tâm một chút rồi. Nhưng còn một chuyện khiến ba luôn đau lòng. Ba, là chuyện của bé Khế phải không ba? Con phải cố gắng hết sức để đi tìm nó, đem về đây nghe con. Dạ. Ba mệt quá, ba nghỉ đây. Dạ con chào mẹ. Tranh thủ quá ha. Nè con về đi, nhớ lời ba dặn nghe. Dạ một lát nữa con quay lại nha ba. Chào mẹ. Ba vào đây làm gì vậy? Nói chuyện nghe tức cười quá. Chồng bệnh, vợ vô thăm không được sao? Tôi cảm ơn bà. Tôi mệt rồi, để cho tôi ngủ một chút đi. Mình tránh không muốn nói chuyện với em mà. Tôi mệt, bà ngồi chơi. Nếu không thì bà cứ về trước đi. Mình thì luôn dành cái sự khó chịu đó cho em. Ước gì em bằng một góc của con Nhung thôi. Anh à, hôm nay mình làm thủ tục chuyển giao tài sản cho con Nhung phải không? Chuyện này nó không dính dáng gì tới bà. Phần của bà tôi đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Đó là tất cả của mình dành cho em đó sao? Bà còn muốn cái gì nữa? Em muốn là mình phải công bằng với con trai của em. Đừng có đối xử với nó như vậy. Không công bằng một tí nào đâu mình à. Tôi không thay đổi gì nữa đâu bà. Mình ơi, mình không hề để ý tới mong muốn của em, dù chỉ là một lần, đúng không? Không lẽ khi tụi mình sống với nhau đã có thằng Sơn, mình cũng không thay đổi tình cảm gì sao? Em đã sống cùng mình, em yêu mình như điên như dại. Em sinh con cho mình, cùng mình chung sống bao nhiêu năm qua. Không lẽ trong trái tim mình không có hình ảnh của em sao? Không có chỗ nào dành riêng cho em sao mình? Em đã là vợ của mình rồi mà. Còn bà ta, bà ta đã chết rồi mà. Chết một xương vậy mà.
vậy mà mình lại yêu một năm mồ. Yêu hơn một người đàn bà bằng xương bằng thịt cho mình. Bà điên rồi. Bà hãy đi về đi. Em tâm sự với mình một chuyện mà mình không hề biết. Vui lắm. Mình còn nhớ cái con bé Khế gì đó không? Con của con Nhung đó. Mà con Nhung là con của con Quỳnh. Bà, bà, ý của bà muốn nói gì? Đừng có nhìn em như vậy. Mình nhìn em không nói được, khó nói lắm. Bình tĩnh đi, cứ từ từ. Mình thì lúc nào đối với em mình cũng hấp tấp. Lúc trước phải chi mình nhẫn nại một chút, mình sẽ nhận ra là em tốt. Em tốt hơn con Quỳnh nhiều. Mình sẽ chọn em chứ không phải chọn nó. Để rồi làm cho em khổ sở, khổ cực mãi em mới có được mình. Nghe này nha, cái con bé Khế đó nó mất tích là do em bắt nó đi đó. Bà gì nói cái gì vậy? Muốn nghe lại phải không? Vậy thì nghe nè. Con bé Khế là do em bắt nó đó. Em bắt cóc nó đó. Em phải làm việc đó. Làm việc đó để bảo vệ những cái gì khó nhọc mà em đã làm ra. Giờ thì đứa cháu của con Quỳnh nó đang ở đâu? Chuyện này thì em không biết. Ôi xa, nhưng mà em đâu có để ý nữa. Có thể nó đang lang thang ở ngoài kia, hay chết bờ, chết bụi. Hay là nó đang làm đĩ làm đếm ở một đời nào đó. Em cũng không có biết nữa. Thấy bà nội nó, em không quan tâm. Em không quan tâm. Cái em hài lòng nhất chính là con em, cháu em và em phải được tôn trọng. Tôn trọng hơn con cháu của Quỳnh. Mình hiểu không mình? Mình ơi, bác sĩ ơi, bác sĩ ơi, bác sĩ ơi, bác sĩ ơi. Dạ mời bác ra ngoài. Kiểm tra đồng tử. Kìa mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Ba con đã Chúng tôi rất tiếc ông mình đã qua đời rồi. Ba, ba ơi, ba ơi, ba, ba ơi, ba làm sao vậy ba? Ba ơi, ba tỉnh dậy nói chuyện với con đi ba. Ba ơi, ba, ba ơi, ba. Giờ thì ba tụi con đã mất. Từ nay cả nhà phải thương nhau, yêu nhau nhiều hơn.
để ba các con có thể mỉm cười nơi chín suối. Dạ cháu xin phép. Xin mời. Mời luật sư ngồi. Hôm bác Bình mất, bác Bình có hẹn cháu tới để thảo bản di chúc mới, nhưng cháu chưa kịp gặp thì bác Bình đã qua đời rồi. Đó là một nỗi đau lớn, rất lớn cho gia đình chúng tôi. Nói thiệt với luật sư, bây giờ tôi chẳng còn đầu óc nào mà nghĩ tới cái chuyện thừa kế hay là gia tài gì nữa đâu. Dạ, cháu biết. Hiện nay gia đình còn đang bối rối quá. Vậy để hôm khác, cháu sẽ quay lại. Mà thôi, cháu đã mất công tới đây thôi thì bây giờ mình làm việc luôn đi. Dạ, dạ thưa bác. Cháu là người được bác trai ủy thác trông coi quá trình phân chia tài sản của gia đình ta. Ừ, bác biết mà. Cháu được biết bác trai muốn viết một bản di chúc cuối cùng. Theo luật định thì bản di chúc cuối cùng là bản di chúc có giá trị nhất. Nhưng tiếc thay là cháu và cả bác trai chưa thảo được bản di chúc chính thức đó. Ừ. Cháu muốn hỏi bác là hiện gia đình của mình còn giữ bản di chúc viết tay nào mới nhất của bác trai không ạ? Hôm ông ấy mất, ông có hẹn bác vào bệnh viện để cho ông nói chuyện. Dạ. Ông có nói tới bản di chúc mới. Dạ, thế nào hả bác? Ông em muốn nói là muốn bỏ cái di chúc cũ và lập một cái di chúc mới. Dạ đúng, bác trai có nói như vậy với cháu. Ông mới nói là ông đã nghĩ lại và nghĩ rất kỹ và quyết định là... Là sao bác? Chia toàn bộ tài sản ra làm 5 phần. Một phần cho bác, 2 phần cho vợ chồng thằng Sơn, 1 phần cho thằng Lâm, phần còn lại là cho con Nhung. Vậy là sao hả bác? Ôi trời, lúc đó bác cũng không để ý nữa. Bác chỉ thấy ông mệt quá. Bác nói thôi, nằm nghỉ cho nó khỏe đi. Vậy là bác trai có viết ý định đó ra giấy chưa hả bác? Chưa, ông chỉ mới nói như vậy thôi. Chưa kịp lập văn bản thì ông đã qua đời rồi. Ông ơi, khổ thân cho ông, khổ thân cho chồng tôi. Nếu như vậy thì hơi khó rồi. Có gì đâu khó. Cháu là người được ông thông báo thay đổi bản di chúc mà. Điều đó có nghĩa là cái bản di chúc gần nhất là trở thành vô giá trị. Nếu không còn bản di chúc nào có giá trị cả thì cháu nên làm bản di chúc khác theo luật pháp đã quy định. Cứ chia đều, chia đều cho tất cả các thành viên trong gia đình, vậy là ổn rồi. Cái này cũng khá phức tạp, cháu phải nghiên cứu thật kỹ mới được. À, nghe nói cháu sắp sửa sang lại cái công ty phải không? Chỗ đó mà chỉ có 2 tầng phí lắm cháu ơi. Dạ, ý của bác là... Thì bác cháu ta giúp đỡ nhau mà, phải không? Dạ, đúng ạ. Dạ, con chào, dạ, chào bác, con chào chú bạn. Ừ. Bác à, con xin chia buồn cùng bác. Thôi, mình vô thắp nhang cho ông rồi về xưởng làm việc đi em.
Dạ, con chào chú Bảy, con xin phép vô thắp nhang ạ. Đi đi con. Ba tôi cũng là một điểm tựa cho hai đứa nó. Giờ thì không còn nữa rồi. Thưa cô hai, tôi muốn nói với cô hai chuyện này. Chú cứ nói đi, tôi đang nghe đây. Tôi không phản đối cô đầu tư vô xưởng sơn mài, tạo công ăn việc làm cho những người khốn khổ. Nếu chỉ là chuyện này không á, thì tôi ủng hộ lắm. Nhưng có một việc á, tôi phản đối vô cùng cô hai ạ. Là chuyện Út Mây và thằng Lâm à? Dạ. Thú thật, tôi không hiểu gì sao mẹ tôi, mợ Hồng và nhất là chú, tại sao mọi người nhất định ngăn cản thằng Lâm và Út Mây yêu nhau? Tụi nó có tội tình gì đâu hả chú Bảy? Đúng, tụi nó không có lỗi gì cả. Nhưng mà cô à, đây là nỗi băn khoăn lớn nhất của cuộc đời tôi. Đúng hơn, đó là những cắn rứt lương tâm sau khi phạm một sai lầm động trời động đất. Sai lầm động trời? Dạ, tôi đã phạm một sai lầm. Chú nói tôi nghe được chứ? Tôi ngăn cản Út Mây và thằng Ấm yêu nhau là gì? Út Mây nó... Ừ thì bây giờ luật sư cứ về đi ha. Thì cứ như vậy mà tiến hành nha chú. Dạ, cháu sẽ làm thủ tục sớm nhất. Mọi chuyện sẽ được cháu làm rất nhanh và gọn gàng. Tâm sự nhờ vào chú. Dạ. Ông Bình mà ông biết chú tận tâm như vậy, ông sẽ theo phò hộ chú à. Dạ xin phép bác. Chào anh chị. Mẹ. Dạ chào bà chủ. Chú Bảy tới hồi nào mà tôi không biết cả. Dạ, tôi mới đến thưa bà. Thắp nhang cho ổng chưa? Dạ thưa rồi ạ. Vợ chú khỏe chứ? Dạ cũng tạm tạm thưa bà. Nhà xa thì nên về sớm đi, bỏ bà ở nhà lâu có chuyện à. Dạ. Thôi về đi. Thưa cô hai, tôi về. Dạ. Mong cô nhớ lời tôi nói, cô giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ thưa bà chủ, tôi về. Nè, sáng mai nhà mình tổ chức họp mặt đông đủ, luật sư Thông sẽ tiến hành việc phân chia tài sản theo di chúc của ba con đó. Nhớ nha. Dạ, con nhớ rồi mẹ. Song Bảy lại không cho mình biết lý do. Song Bảy lại có vẻ rất sợ bà Xuân. Phải có bí mật gì mà mình chưa được biết. Đem cái đống củi đó dục cái chỗ nào xa xa giùm tôi đi ha. Dạ. Nè. Cảm ơn bác. Uống cà phê ha. Dạ. Mẹ, mẹ kêu người ta chặt cái gì vậy mẹ? Cây khế. Trời đất ơi, cây khế đó bà cưng lắm á. Sao mẹ chặt đi? Trời ơi, bà già bà ám mẹ đó. Mẹ đâu có sợ ma. Chặt quách cái cây khế rồi đi. Để đó ngứa mắt lắm. Tranh này đẹp đó. Thầy tin chắc rằng không một khách hàng nào có thể chê được tác phẩm này. Nó sẽ là tác phẩm tiêu biểu cho bộ sưu tập Mùa Hạnh Phúc. Thầy chúc mừng em. Dạ, cũng nhờ có thầy giúp em mà. Thầy chỉ giúp phần kỹ thuật. Còn cái hồn của tác phẩm này á, là do người nghệ sĩ đã tạo ra nó. Em tự hào về anh lắm. Đây là thành quả của một tập thể mà. Hy vọng ông nội sẽ thích nó. Dạ em xin phép.
Alo, con nghe mẹ. Con đang ở xưởng phải không? Dạ. Nè, con về nhà ngay đi. Mẹ có chuyện cần bàn với con nè. Con đang làm việc mà mẹ. Có chuyện gì thì mẹ cứ nói đi. Giờ làm sao? Mẹ muốn gặp con mà cũng khó khăn như vậy đó hả? Nhưng... con có còn coi mẹ là mẹ của con không vậy? Thì mẹ cứ nói cho con biết là chuyện gì đi. Nếu thấy quan trọng thật sự á, thì con sẽ về gặp mẹ ngay. Ngày mai, nhà mình họp để công bố chia tài sản. Mẹ với bà nội con muốn con về đây để bàn bạc một chút. Bàn cái gì nữa mẹ? Ông nội con đã nói với mọi người hết về chuyện đó rồi mà. Ông nội nói, nhưng mà chưa có viết ra. Đó là khe hở đó con. Con về liền nha. Mẹ với bà nội đang chờ á. Mình phải phối hợp với nhau để lật ngược thế cờ chứ. Mà nè, có bà Nhung đó không? Dạ có. Cô Dung còn đang ở đây với con. Nhớ đừng cho bà Nhung biết nghe không? Về liền đó. Con không về đâu. Chuyện chia tài sản con không còn quan tâm nữa. Bây giờ chuyện con quan tâm nhất á là con phải làm việc cho thật tốt. Ông nội đã căn dặn con như vậy. Con phải tập trung làm mẹ. Con sẽ gặp mẹ sau nha. Chào mẹ. Ủa, sao anh buồn quá vậy? Anh không sao đâu. Cô Hà, cô có chuyện riêng muốn nói với cô một chút. Ừ. Anh ra ngoài, con xin phép thay. Ừ, dạ. Em đi đi.